Chương 221, còn lại ta xử lý. Hơn nữa nữ nhân này vừa mua chính là đóng gói vài món, cũng sẽ không có kẻ mặc cả với ngươi, vừa nhìn chính là người không thiếu tiền. Nếu có thể có thêm một số khách như vậy thì tốt rồi, nhưng mục đích của hai người không phải là bán quần áo. Diêm phủ cúi đầu tiếp tục bản tính đột nhiên trầm mặc, để bút viết xuống kết quả trên sổ sách, nhìn chằm chằm con số trên sổ sách thật lâu không nói. Lão đại, làm sao vậy?" Hạng Đức Thành lưu tâm hỏi. Diêm phủ không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm sổ sách không nói lời nào. Hạng Đức Thành nhịn không được, đưa tay kéo sổ sách lại, sổ sách đảo ngược xem xét, không nhìn ra có gì dị thường. Cũng không biết Diêm phủ đang nhìn cái gì, nhưng đến khi hắn nhìn thấy cả tháng tính tiền, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diêm phủ hỏi, "Hơn 5 vạn. Cửa hàng chúng ta một tháng kiếm được hơn 5 vạn châu, không lầm chứ?" cứ tùy tiện làm như vậy là có thể kiếm được những thứ này diêm phù không sai ta tính toán hai lần bất quá loại buôn bán này có lúc nhạt có lúc vượng rất bình thường tìm một lý do tự mình khuyên giải hạng đức thành buồn bực có chút bất ngờ nói thật hai người căn bản không có ý định hảo hảo kinh doanh cửa hàng may sẵn này thuần túy là vì diễn giống một chút mới không thể không qua loa hai người cũng không muốn khách nhân quá nhiều cho nên giá quần áo có chút cao, nhưng cá nhân có ánh mắt cá nhân. Diêm phù nhập hàng yêu thích, sau khi chọn lựa hàng hóa đi vào, tựa hồ rất có duyên với phụ nữ, khách quen rất nhiều. Ai ngờ cứ qua loa như vậy, còn không tốn tâm tư gì, một tháng cư nhiên kiếm được hơn 5 vạn châu, đích xác làm cho người ta ngoài ý muốn. Hạng Đức Thành không khỏi suy nghĩ, nếu là dụng tâm đi làm, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa nữ nhân này vừa mua chính là đóng gói vài món, cũng sẽ không có kẻ mặc cả với ngươi vừa nhìn chính là người không thiếu tiền nếu có thể có thêm một số khách như vậy thì tốt rồi nhưng mục đích của hai người không phải là bán quần áo diêm phù cúi đầu tiếp tục bản tính đột nhiên trầm mặc để bút viết xuống kết quả trên sổ sách nhìn chằm chằm con số trên sổ sách thật lâu không nói lão đại làm sao vậy hạng đức thành lưu tâm hỏi diêm phù không nói gì vẫn nhìn chằm chằm sổ sách không nói lời nào hạng đức thành nhịn không được đưa tay kéo sổ sách lại, sổ sách đảo ngược xem xét, không nhìn ra có gì dị thường. Cũng không biết Diêm Phù đang nhìn cái gì, nhưng đến khi hắn nhìn thấy cả tháng tính tiền, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diêm Phù hỏi, hơn 5 vạn. Cửa hàng chúng ta một tháng kiếm được hơn 5 vạn châu, không lầm chứ? Cứ tùy tiện làm như vậy là có thể kiếm được những thứ này. Diêm Phù, không sai, ta tính toán hai lần, bất quá, loại buôn bán này có lúc nhạt có lúc vượng, rất bình thường. Tìm một lý do tự mình khuyên giải. Hạng Đức Thành buồn bực, có chút bất ngờ. Nói thật, hai người căn bản không có ý định hảo hảo kinh doanh cửa hàng may sẵn này, thuần túy là vì diễn giống một chút, mới không thể không qua loa. Hai người cũng không muốn khách nhân quá nhiều, cho nên giá quần áo có chút cao, nhưng cá nhân có ánh mắt cá nhân. Diêm phù nhập hàng yêu thích, sau khi chọn lựa hàng hóa đi vào, tựa hồ rất có duyên với phụ nữ, khách quen rất nhiều. Ai ngờ cứ qua loa như vậy, còn không tốn tâm tư gì. Một tháng cư nhiên kiếm được hơn 5 vạn châu, đích xác làm cho người ta ngoài ý muốn. Hạng Đức Thành không khỏi suy nghĩ, nếu là dụng tâm đi làm, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu. Hai người cho tới bây giờ cũng không có cái gì ổn định thu nhập, thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm loại kia. Không tính là người có tiền, mở cái cửa hàng đột nhiên kiếm được những này hợp pháp thu nhập, phá lệ lần đầu. Hai người đều có chút không quen. Bên trong phòng thay quần áo, một đống quần áo liền ném ở bên cạnh, Lục Hồng Yên ở bên trong căn bản không có thay quần áo. Lúc này người ở trên đỉnh phòng thay quần áo, hai chân trẻ thành một con ngựa, chống đỡ vách tường trái phải đem chính mình chống ở không trung. Nàng không dám ở chỗ này quá độ sử dụng pháp lực, cẩn thận khống chế, sợ pháp lực dao động bị bên ngoài cho nhận thấy được. Trên đỉnh phòng thử đồ xuất hiện một vòng tròn, cô cẩn thận khống chế cắt thi pháp làm sâu sắc thêm độ sâu cắt của vòng tròn tòa cửa hàng này là một tòa nhà trên cây nói cách khác đỉnh cũng là kết cấu bằng gỗ bằng tu vi của nàng tùy tiện có thể chọc ra nhưng nàng không có làm như vậy vẫn là câu nói kia không dám ở chỗ này quá độ sử dụng pháp lực chỉ có thể là mỗi lần đến mua quần áo thời điểm làm lên một chút cô bỗng nhiên thu tay lại nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài lại nhìn thời gian trên đồng hồ tiện đã đưa tay nhẹ nhàng nâng lên phía trên nhìn đĩa tròn bị nâng lên động tĩnh, rất hiển nhiên, nóc nhà lần này rốt cục bị nàng cho đánh xuyên qua. Đĩa tròn bị đẩy ra, phát hiện có một tầng vải che kín, rời đĩa sang một bên, Lục Hồng Yên đưa tay thăm dò. Móc vào mép, cả người nhẹ nhàng chui lên, lúc xốc vải che lên mới phát hiện là một tấm thảm trải trên mặt đất. Thảm và đôn gỗ hình bát đều bỏ sang một bên, nhìn quanh bốn phía là một gian phòng sau khi bỏ trống hơi để chút đồ lặt vặt. Cũng có thể là như thế, vài gian phòng thử đổ cô cố tình chọn chúng gian này không phải không có nguyên nhân nhất định là đã trải qua thăm dò nàng không có gì băn khoăn nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài căn cứ nàng một đoạn thời gian quan sát nơi này hẳn là cũng chỉ có hai người ở đem không gian trong phòng trên cây kiểm tra từng chỗ ngồi căn cứ tình huống hiện trường phán đoán sau khi xác nhận địa phương nào là địa phương hai người sẽ thường xuyên mà dễ dàng xuất hiện nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thiết bị theo dõi bí mật nhanh chóng lắp đặt ở góc thích hợp. Thời gian của cô không nhiều lắm, chỉ có thời gian cũng là cơ sở để cô thường xuyên đến đây mua quần áo với số lượng lớn. Chuẩn bị trước đó chính là vì giờ khắc này, tốc độ động thủ của cô nhanh mà ổn. Sau khi lắp đặt camera theo dõi trong mấy gian phòng từ trên xuống dưới, lại nhanh chóng trở về phòng tạp vật, lấy ra một hộp cao trạng vật. Lau một vòng quanh miệng bát gỗ, sau đó lặng lẽ chui xuống, thò tay kéo trụ gỗ hình bát về, ăn khớp rơi vào trong lỗ thùng nhẹ nhàng thi pháp, chất cao bôi ở miệng bát gỗ tự nhiên san bằng, cùng màu sắc mặt đất nhất trí, tiêu trừ dấu vết hình tròn, không nhìn kỹ hẳn là nhìn không ra khác biệt quá lớn. Tấm thảm được vén lên một bên, cũng lặng lẽ bình phục dưới sự lôi kéo của pháp lực, đắp tại chỗ. Ngón tay nàng lại móc ra vật liệu cao đã sớm điều phối xong màu sắc, san bằng vòng tròn trên đỉnh, san bằng khe hở vòng tròn. Làm xong những thứ này mới lặng lẽ rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, khẽ mỉm cười lại ở trước gương soi mình quan sát có dấu vết gì hay không đem một ít dị thường tiêu trừ lúc này mới nhặt lên xiêm y ném một bên mở cửa đi ra ngoài trở lại đại sảnh hạng đức thành lập lập tức cúi đầu khom lưng nghênh đón hỏi lục cô nương thế nào lần này có hài lòng không lục hồng yên ném một đống quần áo lên quầy lấy ra một bộ đỏ tươi ném sang một bên cái này quá đẹp ta không thích những thứ khác đều đóng gói cho ta được rồi hạng đức thành đồng ý lập tức làm theo lời cô đóng gói quần áo đã chọn thanh toán xong trong tiếng hai người cung tiễn lục hồng yên xách đổ ra cửa lên xe nhất lưu quán ở ngay đối diện lái xe đâm nghiêng qua là tới mang theo quần áo xuống xe chào hỏi trương liệt thần lục hồng yên trở về phòng quần áo ném ở bên cạnh cô lấy ra một thiết bị chiếu sáng sau khi điều chỉnh mở ra màn sáng chỉ thấy màn sáng xuất hiện hình ảnh tĩnh trong một căn phòng ở nàng ngón tay thay đổi hạ trạng thái tính hình ảnh không ngừng thay đổi chính là lúc trước lắp đặt ở thành y trên lầu các phòng theo dõi sở quay chụp hạ tình hình xác nhận tình trạng theo dõi bình thường lục hồng yên nở nụ cười thản nhiên tâm tình không tệ hôm nay đi một vòng giải quyết hai chuyện muốn làm người của khách sạn là nàng giết khách sạn địa điểm gây án cũng là nàng căn cứ tình huống hoành đảo cung cấp mà tiến hành chọn lựa hoành đảo bên kia tập trung nghi phạm ngay tại khách sạn mở cửa hàng Nàng tự nhiên muốn ở phụ cận gây án, nếu có thể để cho mục tiêu chú ý tới. Lý do Hoành đảo tập trung loại trừ những phương diện khác không nói, có một điều khiến Lục Hồng Yên chú ý, đó chính là mục tiêu tựa hổ đang chú ý hướng đi của thành vệ. Lục Hồng Yên tự nhiên phải hợp ý, giả trang thành vệ có động tác dị thường có thể thu hút sự chú ý của mục tiêu. Ngay khi chọn đối tượng ra tay, một người chết tiệt đụng vào tay cô, dường như là một người có chút tiền, coi trọng sắc đẹp của Lục Hồng Yên chủ động đến gần lấy tiền thăm dò muốn dụ dỗ lục hồng yên hiến thân lục hồng yên tự nhiên khuất phục hỏi ở phòng nào hẹn thời gian quay đầu lại tìm hắn sau đó đem hết thầy chuẩn bị xong xuôi nàng cải trang sau tìm tới cửa gặp mặt liền trực tiếp đem nam nhân kia làm thịt chỉ đơn giản như vậy sau khi kinh động thành vệ lại giả trang thành vệ ra vào khách sạn đối tượng giả trang ở trong thành vệ xác thực có người vì tính chu đáo chặt chẽ của kế hoạch cũng phải xác thực có người nàng bảo hoành đảo cung cấp tình huống một nhóm thành vệ tuyển định hai người tiến hành so sánh dễ dung bất quá loại dịch dung này đối với người quen thuộc hai thành vệ kia mà nói rất dễ dàng bại lộ bất quá có hoành đảo phối hợp tự nhiên không giống nhau khẳng định không sợ bại lộ trong thành vệ cũng không phải là một thành vệ giả mạo khác nói diễn xuất tốt bao nhiêu loại chuyện này Lục Hồng Yên sao có thể tùy tiện đem tính thành công ký thác vào một diễn viên tạm thời tìm tới. Kết quả rất thuận lợi, nghi phạm bên này thuận lợi mắc câu. Về phần một cái khác giả mạo thành vệ, lá gan cũng coi như không nhỏ, đương nhiên vốn là một cái dám làm loại chuyện này côn đồ nhân vật. Chỉ là lá gan thả sai địa phương, sau đó còn muốn cầm tiền rời đi, làm sao có thể? Lục Hồng Yên sẽ không để lộ tin tức, tự nhiên là trực tiếp diệt khẩu. Chuyến này ra cửa, nàng liền giết hai người cửa hàng may bên này nàng nhìn chăm chăm thời gian dài như vậy tự mình ra tay dĩ nhiên còn không rõ thân phận hai người đây là chính nàng cũng không thể tiếp nhận tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm rõ tự mình ra tay cũng là không có biện pháp lâm uyên trước mắt băn khoăn quá nhiều không dễ điều người khác đến nếu không loại chuyện này không cần nàng tự mình ra tay dựa vào kinh nghiệm trước kia của cô làm những việc này cũng coi như là kinh nghiệm phong phú không tính là chuyện gì ghê gớm kết quả chứng minh tất cả thuận lợi sau khi lâm uyên tan ca trở về lục hồng yên đưa anh về phòng bảo anh xem những trò vặt mà cô chuẩn bị quan sát nội dung trong màn sáng một lúc lâm uyên hỏi chỗ nào lục hồng yên cửa hàng quần áo đối diện ta đi vào một chuyến động tay động chân lâm uyên sẽ không đả thảo kinh xả chứ lục hồng yên tôi đã suy nghĩ rất kỹ trong hai người có một người canh giữ lâu dài trong cửa hàng hẳn là sẽ không lo lắng có người lên lầu động tay động chân khả năng dễ dàng kiểm tra không lớn cho dù phát hiện thì sao cứ bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải chuyện tốt lâm uyên khẽ gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa lục hồng yên theo hắn nhiều năm như vậy năng lực như thế nào hắn rất rõ ràng tin tưởng loại chuyện này lục hồng yên có thể tự mình xử lý tốt lục hồng yên lại nói còn có mục tiêu bên hoành đảo cung cấp ta đã chuẩn bị xong người qua đường có thể mắc câu hay không còn phải xem tình huống bên la khang an lâm uyên ừ một tiếng còn lại để tôi xử lý bên la khang an tôi sẽ theo dõi có một trợ thủ đắc lực ở bên cạnh hắn phát hiện sự tình dễ làm hơn rất nhiều nhất là lục hồng yên loại người khiến hắn nắm chắc trong lòng rừng trúc nhà gỗ chính là điểm dừng chân của tiêu thị thương hội ở bất khuyết thành trong đình nghỉ mát hội trưởng tiêu thị tiêu vũ diêm thân hình vĩ ngạn tay vuốt râu nhìn chằm chằm một tấm bản đồ suy nghĩ cái gì bản đồ bất khuyết thành sâu trong rừng trúc bốn phía có hộ vệ bồi hồi trong đó nói tóm lại là một địa phương lịch sự tao nhã tóc hơi hoa dâm trợ lý lớn tuổi tăng anh trường bước nhanh tới vào trong tròi nghỉ mát đưa lên một phần văn bản hội trưởng hôm qua tổng hợp tình huống đại khái trong bất khuyết thành tiêu vũ diêm ừ một tiếng cũng không quay đầu lại nói để đó đi tăng anh trường nói hội trưởng có một tình huống tôi cảm thấy ngài nên xem qua trước thì hơn tiêu vũ diêm nghe vậy chậm rãi quay đầu lại cũng xoay người tình huống thế nào Tặng anh trường mở văn bản ra, bưng cho hắn, tình huống muốn cho đối phương xem liền đặt ở trang đầu. Tiêu Vũ Diêm tiếp nhận đứng nhìn, càng nhìn càng nhíu mày, nói thầm tự nói, tần thị cuối cùng bảo đảm, vật gì. Tặng anh trường đi tới bên cạnh hắn, đưa tay chỉ một hàng chữ, hội trưởng ngươi xem nơi này. Là che vô tử tự tay giao cho La Khang An đồ vật, tần thị có cái gì quan trọng là muốn qua che vô tử tay cho La Khang An đồ vật. mươi 222, dục cầm cố túng thôi. che không con. Tiêu Vũ Diêm tự nói thầm, chợt hỏi ngược lại hắn, ngươi cảm thấy là vật gì? Tặng Anh Trường thử trả lời, trước đó chúng ta cũng phân tích qua, tần thị sẽ không đem toàn bộ tần thị vận mệnh tập trung ở một cái che không con trên người. Cử linh thần luyện chế bí pháp tất nhiên có dự phòng bảo tồn, có thể hay không là vật này. Tiêu Vũ Diêm lại quét qua nội dung trên văn bản, thoạt nhìn đích xác có chút giống chuyện đó, tin tức này là như thế nào thu được. Tặng Anh Trường, là một thám tử tên Cô Lan phía dưới tìm hiểu được. Hắn phụ trách quan sát hướng đi của thành vệ trong một khu vực của bất khuyết thành. Sau khi ta nhìn thấy tin tức này, còn cố ý bảo người ta xác nhận với hắn, nói là một khách sạn nơi hắn phụ trách đã xảy ra án mạng. Đem tình huống hỏi tới kể lại tỉ mỉ một lần, phù hợp với tình hình thực tế. Tiêu Vũ Diêm khép lại văn bản, ném lên bàn đá, trùng hợp sao? Tặng anh Trường, có thể nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp này là có nguyên nhân hắn vốn theo dõi thành vệ. Phát hiện dị thường mà theo đuổi ra kết quả cũng rất bình thường, chỉ có thể nói là không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tiêu Vũ Diêm, nghe qua, hình như là vô tình phát hiện, hình như không có vấn đề gì. Tăng Anh Trưởng nghe ra ý ngoài luồng, hội trưởng lo lắng có lừa gạt. Tiêu Vũ Diêm chắp tay nhìn rừng trúc xanh biếc bên ngoài. Lão Tăng, tiên độ một trận chiến, bại rất thảm, ta thiếu chút nữa không thể thoát thân trận chiến kia tuy nói thất bại cũng có thể lý giải tấn công dù sao cũng là nơi tiên đình trọng binh canh gác nhưng ta luôn cảm giác có chút không đúng đối mặt với đột nhiên tập kích nhân mã tiên đình điều phái không thấy bối rối tốc độ điều phái rất nhanh cũng rất đúng chỗ trong chuyện này có thể có vấn đề gì hay không không thể không đề phòng a à, tặng anh trưởng vậy là khang an bỏ cuộc sao tiêu vũ diêm không phải buông tha mà là ta cần một lý do có thể làm cho ta tin phục thứ quan trọng như vậy tại sao Tần Thị phải đặt ở trên tay La Khang An. Chỉ bằng hắn khống chế cự linh thần đấu thầu thành công, có thể vì Tần Thị bảo quản thứ này. Nếu Tần Thị thật sự đem thứ này cho La Khang An bảo quản, vậy tình huống có liên quan đến La Khang An không chỉ đơn giản như chúng ta nhìn thấy. Trên người La Khang An nhất định còn có lý do gì đáng giá để Tần Thị tín nhiệm phó thác. Tăng Anh Trường trần trở, La Khang An bây giờ, lúc đi tới đi lui bên cạnh có rất nhiều hộ vệ, trước kia chúng ta cũng không chú ý đến địa phương nhỏ bé bất khuyết thành này chưa từng bố trí kinh doanh sâu rộng mới đến muốn tìm hiểu bí mật gì sợ là không dễ dàng như vậy tiêu vũ diêm lạnh nhạt nói không nên để tâm vào chuyện vụn vặt nhìn chằm chằm một chỗ nghĩ biện pháp tự nhiên khó khăn đổi hướng cắt và có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ách à, tặng anh trường khó hiểu chắp tay nói kính xin hội trưởng chỉ rõ tiêu vũ diêm đi tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống cầm bút chấm mực viết xuống bốn chữ trên giấy trắng mới đặt bút, vén tờ giấy trắng kia lên đưa cho hắn. Tằng Anh Trường nhận tay, nâng lên đọc, Chu Thị, Phan Thị. Trong giọng nói lộ ra vẻ trần trừ khó hiểu. Tiêu Vũ Diêm, Chu Thị, Phan Thị và Tần Thị đấu chết đi sống lại, đấu đến nước này. Trình độ hiểu biết về hai bên hẳn là hơn người bình thường, đấu thầu thất bại, bọn họ làm sao có thể không tra nguyên nhân. Chắc hẳn sẽ điều tra La Khang An đột nhiên đại hiển thần uy này trước tiên dựa vào thế lực của hai đại gia tộc sau lưng bọn họ ở tiên đình hẳn là có thể tra ra một ít chi tiết người nghĩ biện pháp từ trên người hai nhà này tìm kiếm đáp án kết quả có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều tặng anh trường bừng tỉnh đại ngộ hội trưởng anh minh không sai không chỉ là chu thị và phan thị bùi thị khúc thị và vu thị cũng là người thua cuộc nếu chu thị và phan thị không tìm được đáp án còn có thể thử từ ba nhà kia thử xem tiêu vũ diêm khoát tay áo bùi thị khúc thị và vu thị ta không tin, một trăm ức châu. Người cảm thấy dựa vào tình huống hiện tại của Phan Thị và Chu Thị còn có thể lấy ra sao? Nếu thật sự có năng lực này, cũng không đến mức khó xử như thế. Lần này người bỏ tiền ra mua, tám chín phần mười chính là ba nhà kia, ba nhà này là người mua, biết có hành động, nếu có lừa gạt, sao dám cam đoan tin tức ba nhà này cung cấp đáng tin cậy. Không đến mức bất đắc dĩ, tận lực không nên đi tìm ba nhà kia hỏi thăm. Huống chi, Phan Thị hiện giờ cùng Chu Thị trăm ngàn chỗ hở, không phải càng dễ dàng cho người dò xét sao? Tăng Anh Trường gật đầu, được, hiểu rồi. Hội trưởng, bên La Khang An có cần chú ý không? Tiêu Vũ Diêm, trước tiên đưa vào quan sát, một khi tin tức là thật, không đến mức vội vàng tiến về phía trước. Còn nữa, trước tiên khống chế được cô Lan nhận được tin tức kia, muốn nhiều lần xác nhận tin tức của hắn, hắn không phải nói thấy được hai cái thành vệ khả năng cùng liên quan đến án mạng tiền tài có liên quan sao để cho hắn đem hai cái thành vệ hình dạng cung khai rõ ràng ngươi nghĩ biện pháp tìm được hai người này tùy thời từ trên người hai người này xác minh tình huống nếu tình huống là thật hai người kia ngược lại có thể lợi dụng lợi dụng tặng anh trường được tiêu vũ diêm lại đứng lên thời gian để lại cho chúng ta không nhiều lắm tần thị bên kia tiến độ công trình rất nhanh chúng ta nhiều nhất còn có thời gian một tháng trong vòng một tháng này, cần phải đem tất cả tình huống toàn bộ xác minh rõ ràng. Người mua cung cấp tin tức chỉ có thể làm bằng chứng. Mai lão bản cung cấp tin tức cũng chỉ cung cấp phân tích. Đáng tin cậy nhất, đáng tin cậy nhất chính là chúng ta. Không nên đem hy vọng ký thác ở người ngoài trên người. Vâng, tăng anh trường đáp. La sinh, người nhìn lại phương án này, nhìn xem còn có cái gì bổ sung hay không. Tin tức khuyết thành, phòng quảng cáo tần thị và nhân viên liên quan của hai bên tụ tập trong một gian phòng họp. Đưa ra phương án cuối cùng đến tay Chu Lị, Chu Lị lại khách khí đưa phương án cho La Khang An, còn cẩn thận quan sát phản ứng của La Khang An. La Khang An nhận lấy trực tiếp đặt ở trên bàn khép lại, một trưởng đặt ở phía trên, bình tĩnh nói, toàn bộ quá trình ta đều tham dự dự thính, không cần xem nữa, ta cũng không có ý kiến gì. Dứt lời đẩy tay một cái, phương án trượt tới trước mặt chủ quản phòng quảng cáo Hắn chỉ chỉ đối phương, phương án này hội trưởng muốn xem, kịp thời giao lên. Hắn hiện tại tâm tính có chút nhẹ nhõm, bởi vì loại này cùng chính mình không liên quan sự tình, tại tu luyện chẳng bên kia chịu không ít ra thịt chi khổ. Chỉ vì Lâm Uyên muốn giữ lại hắn hữu dụng thân thể làm việc, hắn có chút ước gì loại này sự tình vẫn tiếp tục đi xuống mới tốt. Cũng may, chỗ quảng cáo bên này cùng khuyết thành tin tức còn có chuyện cũ khác, hắn còn có thể tiếp tục thoải mái. Chủ lý cầm lấy tay gật đầu nói được là phó hội trưởng kỳ thật chính là một buổi lễ khai trương quay phim chuyện rất đơn giản giao cho tin tức đi làm là tốt rồi hiện tại làm như thật làm cho song phương đều hưng sư động chúng toàn bộ bởi vì la khang an tham gia thật sự chạy đến chỗ tần nghi xin một câu chủ tịch muốn xem phương án hội trưởng đột nhiên chú ý cái này nghĩ như thế nào ai cũng không biết phòng quảng cáo tần thị không toàn lực ứng phó cho là chuyện quan trọng để làm cũng không được Tần Thị là đại kim chủ của Khuyết Thành, tự nhiên cũng bị dày vò. Được rồi, cứ như vậy đi. Chu Lị tiểu thư, vất vả rồi. La Khang An đứng dậy, cười vươn tay bắt tay Chu Lị. Tấn Kiêu ở một bên lập tức nhìn chăm chăm. Lâm Uyên thì đang chú ý phản ứng của Tấn Kiêu. Hắn đã ném mồi ra ngoài, chính là muốn kiểm tra phản ứng của Tấn Kiêu. Đầu tiên là phải xác nhận có phải duyên phận Tấn Kiêu nói hay không. Tiếp theo là Tấn Kiêu xuất hiện ở đây sau khi đấu thầu hắn muốn xác nhận có phải là hướng tần thị tới hay không, hoặc là nói có thể đánh chủ ý luyện chế bí pháp cự linh thần hay không. Hắn muốn xem La Khang An tiếp cận bên này, tấn kiêu bài xích hay chấp nhận. Chu Lị cười đưa tay bắt tay La Khang An, La Khang An hơi nắm tay nàng liền buông ra, nhỏ nhã lễ độ gật đầu nói, cáo từ. Dứt lời liền xoay người rời đi, Lâm Uyên cũng rời đi theo. Chu Lị sừng sốt một chút, vẫn là bước nhanh đi theo, dù sao cũng là tần thị phó hội trưởng nàng muốn tiễn đưa. Mãi cho đến khi đưa La Khang An lên xe, đưa mắt nhìn La Khang An rời đi, Chu Lị còn có chút không quen. La Khang An gần đây thay đổi, không hề tỏ vẻ gì với nàng, nghiêm trang trao đổi với nơi này, thái độ nghiêm túc làm việc. Khiến các loại phòng bị âm thầm của nàng toàn bộ thất bại, biến hóa này đích xác làm cho nàng có chút không thích ứng. Người có cảm giác hắn thay đổi không? Chu Lị chợt quay đầu lại hỏi Tấn Kiêu bên cạnh. Tấn Kiêu lạnh lùng nói, có biết cái gì gọi là bản tính khó rời không? Người tin tưởng một người có thể đột nhiên, vô duyên, vô cớ thay đổi chính mình sao? Chu lị, ý ngươi là sao? Tấn kiêu, lạt mềm buộc chặt thôi, cẩn thận một chút. Vậy sao? Trong lòng chu lị tự hỏi một tiếng. Văn bản chính thức của phương án nhanh chóng xuất hiện trên bàn tần nghi. Tần nghi từ trong một chồng văn kiện lấy được quyền này mở ra xem, liền nhíu mày, cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Linh Lung, hỏi. Văn Kiệt ở phòng quảng cáo sao lại đưa tôi tới đây, không ai xử lý sao. Nàng vốn là bề bộn nhiều việc, xử lý không xong chuyện, bây giờ ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng muốn đưa nàng tới đây, đều làm như vậy, lớn như vậy, tần thị nhiều chuyện như vậy nàng ứng phó được sao. Các bộ phận của tần thị nuôi nhiều người phụ trách như vậy để làm gì? Trong điện thoại Bạch Linh lung vội nói, hội trưởng, anh đã quên. Lần trước la phó hội trưởng tới tìm anh nói qua việc này, anh nói đưa ra một phương án cho anh xem. Tần Nghi nhớ tới, ngữ khí hòa hoãn, ừ một tiếng, biết rồi. Cúp điện thoại. Bạch Linh Lung cũng rất nhanh từ bên ngoài đi vào, xem có chuyện gì hay không. Tần Nghi vẫn là đem phương án nhìn một chút, sau khi xem xong, để bút phê duyệt một hàng chữ, để cho tự mình cân nhắc xử lý, không có đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Liền đem văn bản ném qua một bên xử lý tốt kia trên đống, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, là Khang An còn đang đánh chu lị chủ ý, lại còn bao chọn một gian nhà hàng cao cấp cùng nhau hưởng dụng bữa tối. Chuyện như vậy, không gạt được bên này. Nơi này rất nhanh liền phát hiện La Khang An là hướng chu lị đi, tần nghi thờ ơ lạnh nhạt. Bạch Linh Lung còn đang mượn chỗ quảng cáo cùng chu lị liên lạc, bất quá. Tần nghi nhìn chăm chăm nàng, không biết vì sao nàng ấp a ấp úng. Bạch Linh Lung lại nhịn không được một ngón tay gái gái ra đầu. Theo báo cáo, hiện tại cùng chu lị bên kia vẫn là liên hệ công việc bình thường lén lút không có bất kỳ tiếp xúc nào, hình như chính là xông tới công việc, thái độ làm việc nghiêm trang, hiện tại nhìn không ra có ý đồ bất chính gì. Tần nghi buông bút xuống, tựa lưng vào ghế, đang suy tư, cũng có chút không hiểu La Khang An là đang hát cái nào. Trong rừng trúc, lá dụng phiêu linh, tiêu vũ diêm chắp tay chậm rãi suy tư trong rừng. Trợ lý tặng anh trường bước nhanh tới, đến bên cạnh hắn báo cáo, hội trưởng, cha được rồi, La Khang An kia quả nhiên có lai lịch không tầm thường. À, tiêu vũ diêm dừng bước, hỏi, chi tiết gì? Tằng Anh Trường là Long Sư. Lão Sư của La Khang An ở Linh Sơn lại là Long Sư Vũ. Trường 223, sụp đổ. Tiêu Vũ Diêm tương đối kinh ngạc, Long Sư Vũ. Tằng Anh Trường ừ một tiếng gật đầu. Tiêu Vũ Diêm, mới hai ngày, người liền xác định tìm hiểu rõ ràng. Tằng Anh Trường ta sắp xếp người đan thân phận đi tìm Phan Thị và Chu Thị trên danh nghĩa đàm phán hợp tác. Bọn họ rất có mùi vị bắt cọng rơm cứu mạng. Chu Mãn Siêu và Phan Khánh rất nhiệt tình, tự mình gặp người của chúng ta. Lúc nói chuyện kết hợp với tình huống của bọn họ, bên chúng ta cố ý đề cập đến chuyện đấu thầu. Đề tài tự nhiên liên quan đến La Khang An, mới biết gia tộc Công hồ và gia tộc Tương La sau đó đều tra được thân phận ẩn giấu của La Khang An, là đệ tử của Long Sư Vũ. Hội trưởng, hẳn là không có sai trước đó không có khả năng có người biết chúng ta sẽ từ bên bọn họ xuống tay chúng ta cũng là đột nhiên đi qua theo bọn họ nói la khang an tiến vào tiên đô thần vệ chưa trải qua khảo hạch là long sư vũ tiến cử vào việc này ngay từ đầu ngay cả công hộ gia tộc cùng tương la gia tộc cũng không biết dẫn đến bọn họ sơ sẩy thẳng đến khi la khang an cạnh tranh hiện ra bản lĩnh mới khiến cho hai đại gia tộc chân chính coi trọng vận dụng lực lượng gia tộc cha rõ mới phát hiện La Khang An trọng thân phận này. Tiêu Vũ diêm tay vuốt râu ngắn dưới cầm, đúng là đệ tử Long sư, khó trách. Tăng Anh Trường, hội trưởng, xem ra Tần Thị thật sự có thể đem luyện chế bí pháp dự phòng giao cho hắn đi bảo quản. Tiêu Vũ có nít lầm bẩm, nói cách khác, Tần Thị cho rằng đồ vật đặt trên tay hắn sẽ an toàn. Tần Thị cho rằng La Khang An có năng lực bảo vệ bí pháp an toàn. Sau lưng Long sư Vũ đệ tử này hẳn là còn có trò gì nếu không sẽ không nhận ủy thác này. Lão Tằng, an bài người nghiêm mật quan tâm, mặt khác nghĩ biện pháp tận khả năng thu hoạch nhiều tình huống liên quan đến La Khang An. Tăng Anh Trường, được, hội trưởng, còn có hai thành danh vệ tìm được, nhưng rất không khéo. Hai người bọn họ vừa vặn vào thần vệ doanh làm nhiệm vụ ngày hôm qua, vừa vào đã một tháng, người của chúng ta không có cách nào tiếp xúc. Tiêu Vũ Diêm rất cảnh giác, sao lại trùng hợp như vậy? Tăng Anh Trường cười khổ, cái này thật đúng là không phải trùng hợp gì, lúc ta biết cũng có hoài nghi, sau đó vừa cha mới phát hiện. Danh sách đóng giữ luân phiên của thần vệ doanh đã sớm định ra, bọn họ thật sự là trên danh sách đổi giá trị, cũng không phải là thay đổi tạm thời gì. Khi Lục Hồng Yên chọn người làm sắp xếp, hoành đảo bên kia tự nhiên sẽ dựa theo nhu cầu của nàng cung cấp danh sách thích hợp. Tiêu Vũ Diêm trầm ngâm không nói. Trong phòng khách Đông Tư phủ Côn Quảng Tiên vực, Chu Mãn Siêu và Phan Khánh ngồi cùng một chỗ đợi hơn nửa ngày cũng không thể nhìn thấy bóng dáng hãn xa của đông tư tọa nước trà uống không ít bụng đều uống no một bụng nước trà cũng không thể tiêu trừ lo âu trong lòng hai người trải qua khoảng thời gian dày vò này hai người không còn hăng hái như lúc trước đều là vẻ mặt tiểu tụy thậm chí là tóc bạc nhiều hơn một nữ tư bưng khay đi vào lại cho hai người thêm nước trà phan khánh đứng lên lộ nụ cười hỏi tư tọa đại nhân đã về chưa nữ tư lắc đầu còn chưa về thêm trà xong liền đi. Phan Khánh chán nản mà ngồi, cùng Chu Mãn Siêu nhìn nhau mà than thở. Cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi, hai người xem như lại tự mình trải nghiệm một phen. Trước kia biết hai người bọn họ có tiền, trong cái tay hơi lộ chút chỗ tốt chính là thịt mỡ, nhân viên phụ thuộc ở đây ai không khách khí với bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Hai người tới nơi này, chung quanh vắng ngắt không nói, ngay cả nữ ti châm trà rót nước cũng không coi bọn họ ra gì chạy đến đây cũng thật sự là không có biện pháp, tần thị cho một kích trí mạng uy lực hiện ra. Các thương nhân cung cấp hàng thúc dục đòi tiền hàng không hề khách khí, nợ tiền không thể không trả, gia tộc công hộ và gia tộc tương la cũng không thể không nói đạo lý. Chỉ có thể nhìn Phan Thị và Chu Thị không ngừng áp đặt sản nghiệp chuẩn bị tiền lấp hố, mắt thấy thân thể hai nhà không ngừng nhỏ đi. Thật vất vả cắt thịt lấp hố, khế ước cung cấp hết hạn thương nhân cung cấp yêu cầu tăng giá, không có biện pháp, tần thị chờ mấy nhà tăng giá. Hợp đồng cung cấp hàng chưa hết hạn, cũng nghi ngờ năng lực trả tiền, nhao nhao yêu cầu tăng tiền đặt cọc trên diện rộng. Hai nhà vốn là thiếu tiền, lấy ra tiền ứng trước trên diện rộng không phải muốn mạng của bọn họ sao. Vì thế mà cầu xin cũng vô ích, đến nỗi tranh cãi. Các nhà cung cấp liên quan đã đệ trình trọng tài lên một số cơ quan điều hành của Si An Tinh vì lý do này, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng với lý do khả năng trả nợ hạn chế của cả hai nhà. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, kết quả trọng tài cần có thời gian, tóm lại chính là đang kéo dài cung cấp hàng. Gia tộc công hộ và tương la tự nhiên không thể ngồi nhìn hai nhà sụp đổ như vậy, vận dụng lực lượng gia tộc phối hợp. Nhưng mấy đại gia tộc như gia tộc Nam Tế cũng không ngồi nhìn, nhao nhao ra tay ngăn chặn, gia tộc trận doanh hai bên chân chính là triển khai giao phong. Gia tộc công hộ và tương la dưới cơn nóng giận không phải chưa từng suy tính đến việc truyền máu ủng hộ nhưng thế cục đã đến nước này những nhà cung cấp hàng kia đã nghiêng về một phía lén lút khẳng định đã ký kết khế ước mới với các bên như tần thị cho dù truyền máu cũng chỉ có thể duy trì phan thị và chu thị nhất thời khế ước vừa hết hạn kết quả vẫn giống nhau tiền hai đại gia tộc ném vào cũng không cứu vãn được phan thị và chu thị nguy hiểm hơn chính là tình trạng đông đảo gia tộc vây công nếu hai đại gia tộc rút máu vận chuyển cho phan thị và chu thị một khi tạo thành suy yếu của mình đám vây công sợ là sẽ nhân cơ hội xuống tay công hổ cùng tương la ném chuột vỡ đồ không thể không đối mặt với hiện thực cuối cùng không biết cùng đối thủ đạt thành ước định gì buông tay phan thị cùng chu thị lại để cho hai nhà đem thương hội toàn bộ chuyển cho bọn họ nói là bọn họ sẽ gánh vác hết thầy trách nhiệm sau này chu mãn siêu cùng phan khánh lại không ngốc biết hai đại gia tộc đây là muốn rời đi muốn đem hai đại thương hội sản nghiệp biến hiện điền xong lỗ thùng sau đem hai đại thương hội cuối cùng giá trị cho nuốt hai người tự nhiên là không cam lòng phân biệt đến đây tìm côn quảng tiên vực đông nam tây bắc bốn vị tư tọa hy vọng mượn lực lượng chính phủ làm dãy ruộng nhưng thái độ của bốn vị tư tọa rất mơ hồ không đưa ra được thái độ chính xác hiển nhiên đều hiểu rõ tình thế trước mắt đợi đến khi lại đến bái kiến lại không thấy người bất đắc dĩ hai người dắt tay nhau tiến đến hy vọng có thể có hiệu quả điện thoại vang lên, Chu Mãn Siêu tiếp cái điện thoại, nghe xong thông báo về sau, hỏi, người xác định. Phan Khánh hỏi, tình huống thế nào? Chu Mãn Siêu thở dài, ta nhận được tin, tư tọa ở trong phủ, căn bản không rời đi. Phan Khánh lộ vẻ bi phẫn, nói cho cùng chính là không gặp chúng ta. Chu Mãn Siêu đứng dậy, đi thôi, đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bùm! Phan Khánh vỗ bàn đứng lên, nhưng có thể thế nào, cuối cùng vẫn ảm đạm rời đi theo Chu Mãn Siêu cái gì gọi là binh bại như núi đổ cái gì gọi là tường đồ mọi người đầy hai người lúc này vô cùng sâu sắc cảm nhận được đứng ở cửa sổ đông tư tọa hãn xa mặt không chút thay đổi đưa mắt nhìn hai người chui vào trong xe sau khi rời đi hít sâu một hơi cũng có chút bất đắc dĩ đối với ý đồ đến đây của hai người hắn tự nhiên là rõ ràng lúc trước gặp mặt hai người đã đề cập qua hy vọng mấy vị tư tọa bọn họ phát động lực lượng chính phủ lấy cớ động tần thị chỉ cần tạo ra hướng gió thay đổi hướng gió của những thương nhân cung cấp hàng kia tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo đây là cơ hội cứu vãn phan thị và chu thị hắn không phải không muốn giúp hai nhà cũng không hy vọng tần thị lớn lên nhưng dù sao tần thị cũng không phải giấy vụn thế lực của tần thị cũng không tầm thường cũng không phải ai muốn động là có thể động tần thị bên kia có lạc thiên hà mà sau lưng lạc thiên hà là vật chủ nam như chỉ cần có nam như ở đây Lực lượng của mấy ti tọa bọn họ nếu dám gây chuyện, nam như tùy thời có thể ấn xuống, dám đối nghịch xui xẻo chỉ có thể là chính mình. huống chi hiện giờ Tần thị đã tụ lại thế, lôi kéo nhân mã quân đội mắt đi mày lại không nói, còn lôi kéo nhiều gia tộc như vậy cùng nhau liên thủ. Mấy ti tọa bọn họ nếu dám cuốn vào, những gia tộc kia tất nhiên phải phát động lực lượng làm bọn họ. Không phải không muốn giúp, mà là thế cục Tần thị cạnh mở đã nghiêng về một phía, bọn họ cho dù muốn giúp cũng không dám giúp e sợ tránh không kịp đành phải trốn tránh phan khánh và chu mãn siêu nên tới đúng là vẫn tới cao ốc trăm ngàn lỗ hồng hoặc là không ngã vừa ngã chính là chuyện trong nháy mắt và lại động tĩnh là ầm ầm vang thật lớn cùng loại hãn xa loại người này ngồi nhìn còn có công hổ gia tộc cùng tương la gia tộc thỏa hiệp tiên đình bên liên quan trọng tài kết quả đi ra dưới tình huống không có lực cản theo ảnh hưởng quá hạn của chu thị và phan thị đối với việc cung cấp hàng hóa của tiên đình kết quả trọng tài lập tức có. để tránh ảnh hưởng cung cấp hàng cho tiên đình, đối mặt với sự chủ động nhận trách nhiệm của gia tộc công hồ và tương la, trọng tài phán định giao toàn diện chu thị và phan thị cho hai đại gia tộc, hai đại gia tộc phải gánh vác trách nhiệm hóa giải ảnh hưởng của sự kiện. có cái gì dễ hóa giải? phía sau giao phong thỏa hiệp là đã sớm quyết định. tất cả sản nghiệp của chu thị và phan thị trong nháy mắt đổi chủ, ngay cả chu phù và phan phù cũng biến thành hai đại gia tộc chu mãn siêu và phan khánh bị đuổi ra khỏi cửa thậm chí ngay cả một chiếc xe cũng không mang đi được hai đại gia tộc vốn còn muốn lưu lại chút đường sống nhưng chu mãn siêu cùng phan khánh không cam lòng không phối hợp hai nhà kia đành phải không khách khí sau đó tương la cùng công hổ gia tộc đem chu thị cùng phan thị có thể bán đều bán điền xong lỗ thủng phát xong phí thôi việc cho nhân viên còn lại một khối thịt mỡ lớn bị hai nhà nuốt sạch coi như là ăn ngon đây đều là nói sau Chu Mãn Siêu và Phan Khánh quét ra khỏi cửa nhìn lại cửa nhà, bi thương và phẫn nộ trong lòng khó có thể hình dung. Bằng hai người của cải, coi như là bại, dư tài cũng đủ để cho hai người làm cái ông nhà giàu, nhưng lại bị người cho ăn như hổ đói. Đây là một hồi trần trụi cướp đoạt. Chu Mãn Siêu, nhìn Chu Mãn Siêu khó về nhà nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một đám nhân mã thành vệ xuất hiện. Đầu lĩnh thành vệ trầm giọng nói, người liên quan đến một vụ án, theo chúng ta đi một chuyến đi. Dứt lời vung tay lên, hậu phương thành vệ xông lên tách ra hộ vệ chu mãn siêu nhấc người liền trực tiếp mang đi đi theo chu mãn siêu nhiều năm coi như là một đám người trung thành ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thành vệ bắt người bọn họ cũng không dám can thiệp chỉ có thể trơ mắt nhìn chu mãn siêu bị bắt đi chu mãn siêu cười ha ha điều này từ trong dự liệu của hắn nếu hắn không chết chỉ sợ có vài người sẽ ăn ngủ không yên tình huống tương tự cũng phát sinh trên người phan khánh trước tiên bị thành vệ bắt đi kia gọi là bách túc chi trùng chết mà không cứng ai ngờ hai người còn có tài phú ẩn nấp hay không có người muốn ép khô dầu mỡ trên người hai người đương nhiên đây đều là thứ yếu có người càng sợ hai người tuôn ra không nên tuôn ra sự tình muốn cậy mở hai người miệng muốn dọn sạch tai họa ngầm nhưng chu mãn siêu và phan khánh sớm có dự liệu đối với một số việc biết có một số người sẽ không bỏ qua cho bọn họ bởi vậy sớm có an bài muốn hại chết chúng ta mọi người đừng nghĩ dễ chịu sau khi hai người bị bắt lập tức có người nặc danh đưa ra một lượng lớn tài liệu tố cáo đưa ra tài liệu tố cáo chứng cứ vô cùng xác thực liên lụy đến một lượng lớn nhân viên tiên đình lập tức phái ra nhân viên giám sát tiến vào chiếm giữ côn quảng tiên vực phục ba thành cùng thiên cổ thành đại lượng nhân viên liên quan đến vụ án bị bắt cũng liên lụy đến một ít người khác trong ngoài tiên vực hai nhà thương hội lớn như vậy ngã xuống tất nhiên phải tác động đến kết cấu liên quan một lần nữa sau bài cũng ngay tại thanh tra nhân viên muốn tới còn chưa tới trước, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh ở trong lao ngục song song ly kỳ tự sát. Chương 224, lão đại, ta rất bội phục ánh mắt của ngươi. Tiểu Nghi, nên về nhà thôi. Bạch Linh lung vào phòng làm việc của Tần Nghi, nhắc nhở Tần Nghi đang trầm mặc sau bàn làm việc một tiếng. Lúc này đêm đã khuya, chuyện quá nhiều, Tần Nghi lại tăng ca bận rộn đến nửa đêm, cô không thích đem chuyện hôm nay có thể xử lý dừng lại đến ngày hôm sau. Ngày hôm đó kết thúc, gần đây nhiều việc, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều ở vào trạng thái tăng ca đến khuya. Tần nghi lặng lặng trả lời, linh lung, ta muốn yên tĩnh một mình một chút. Bạch linh lung ngẩn ra, chợt hiểu ra, được, đáp một tiếng, liền lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại. An tĩnh một hồi tần nghi đưa tay kéo ra một ngăn kéo trên bàn làm việc, từ bên trong lấy ra một khung ảnh cài ngược bưng ở trên bàn lẳng lặng quan sát trong khung ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp ôm một cô bé xinh đẹp là ảnh chụp hai mẹ con hai mẹ con đều cười rất vui vẻ tiểu cô nương là tần nghi khi còn bé nữ nhân xinh đẹp là mẫu thân của nàng khi đó còn không có chụp ảnh cái này vừa nói nhưng cũng may tiên giới các phương diện kỹ thuật vẫn có điều kiện dẫn trước nhân gian ví dụ như một chiếc xe không cần cố gắng lên cái gì mấy khối năng lượng linh thạch có thể để cho xe chạy thật lâu thuật pháp lưu trữ hình ảnh ở rất sớm rất sớm trước kia đã có bất quá khi đó một ít thuật pháp không phải người bình thường có thể hưởng thụ được cũng may tần ra khi đó có điều kiện có một lần tần đạo vừa tiêu phí không ít tiền mời người mang theo pháp khí đến vì cả nhà ghi lại một đoạn hình ảnh lưu niệm được lợi từ sự tồn tại của đoạn hình ảnh này tần nghi lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn hiện tại đem hình ảnh mẫu thân khi còn sống cùng một chỗ với mình chế tác thành ảnh chụp nếu không phải như thế nhiều năm như vậy trôi qua nàng cảm thấy mình sợ là ngay cả mẫu thân trông như thế nào đều quên mất trong nhà bởi vì quan hệ giữa liễu quân quân và cha thay đổi không ai lại đem ảnh chụp của mẹ bày ra ở một mức độ nào đó cô cũng không muốn làm cho liễu quân quân khó xử cho nên chỉ có trong ngăn kéo phòng ngủ và ngăn kéo phòng làm việc của mình có ảnh chụp của mẹ ngón tay chạm vào nụ cười của mẫu thân trên ảnh chụp tần nghi hốc mắt đỏ lên trong miệng nỉ non gọi một tiếng mẹ tiếng gọi vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt vai thơm run rẩy khóc không thành tiếng lã chã rơi lệ hôm nay đối với nàng mà nói đặc biệt có ý nghĩa chu thị cùng phan thị tan thành mây khói không nói hôm nay nàng nhận được tin tức chu mãn siêu cùng phan khánh ở trong ngục ly kỳ tự sát loại này đột nhiên song song tử vong phương thức nói là tự sát đừng nói dân chúng bình thường không tin nàng tự nhiên càng rõ ràng hai vị kia là bị người cho giết diệt khẩu ở một mức độ nào đó mà nói nhà của Chu Mãn Siêu và Phan Khánh hủy người vong, cô là người thúc đẩy chủ yếu phía sau màn. Cái chết của mẫu thân năm đó, nói là có liên quan đến người cạnh tranh khác, nhưng sau lưng có liên quan đến Chu Thị. Phan Thị hay không, nàng không biết, cho dù có liên quan, cũng không biết là Chu Thị làm hay là Phan Thị làm. Nhưng hôm nay, cho dù có liên quan cũng đã qua, nàng báo thù, nhưng cho dù lại báo thù thì thế nào? Mẫu thân trung quy là không về được, hiện giờ có thể làm, chỉ có thể là đối với ảnh chụp an ủi anh Linh trong tối tăm, một lúc lâu sau, cảm xúc của cô dần dần bình phục, lau đi nước mắt, khung ảnh cũng đặt trở lại trong ngăn kéo. Đứng dậy mở ra phía sau giá sách, đi vào toilet, nhìn trong gương hốc mắt hồng hồng chính mình, chính mình đối trong gương chính mình nói chuyện. Ta là Tần Nghi, ta là Tần thị hội trưởng, rất nhiều người đang nhìn ta, ta không thể biểu hiện mềm yếu. Nói như vậy, đối với mình lặp đi lặp lại mấy lần, giống như tự thôi miên làm cho mình một lần nữa tụ tập lại tinh thần mới mở vòi nước không ngừng bưng nước rửa mặt muốn rửa sạch dấu vết mình đã khóc giống như chính nàng nói nàng là hội trưởng tần thị nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng khóc lóc của nàng đợi một lần nữa thu dọn xong xuôi về tới văn phòng bên ngoài đứng ở trước cửa sổ khoanh tay nhìn ra xa ngọn đèn rã rời ngoài cửa sổ bắt đầu từ hôm nay chu thị và phan thị yên tiêu vân tán chèn ép tần thị không còn tồn tại nữa bắt đầu từ hôm nay toàn bộ côn quảng tiên vực trong giới buôn bán tần thị là số một đầu rồng lão đại hít sâu một hơi tần nghi xoay người rời đi tan tầm chu thị và phan thị to như vậy bởi vì chuỗi tài chính đứt gãy nói sụp đổ liền sụp đổ nhất là cái chết của phan khánh và chu mãn siêu sau khi tin tức truyền ra toàn bộ côn quảng tiên vực chấn động đầu đường cuối ngõ dần dần bắt đầu nghị luận sôi nổi sáng sớm trong cửa hàng quần áo mới khai trương không lâu diêm phù tay cầm chổi lông gà quét đông quét tây dường như quét dọn vệ sinh một người bước nhanh vào cửa không phải ai khác chính hạng đức thành mới đi ra không bao lâu đi vào liền vội vàng một tiếng lão đại hôm nay không khai trương đóng cửa từ chối tiếp khách diêm phù không hỏi chuyện gì xảy ra biết hắn nói như vậy tất nhiên có nguyên nhân lúc này cùng hạng đức thành liên thủ đóng cửa sau khi khóa trái cửa hai người vội vàng đi lên lầu chui vào một gian phòng thì dừng lại diêm phù mới nhìn chằm chằm hắn chờ hắn nói chuyện nhưng vẻ mặt hạng đức thành lại muốn nói lại thôi diêm phù rốt cục nhịn không được hỏi làm sao vậy hạng đức thành chán nản nói lão đại phan thị sụp đổ phan khánh tự sát trong lao còn chu thị cũng sụp đổ chu mãn siêu cũng tự sát trong lao diêm phù có chút hoài nghi hai người đều ở trong tù tự sát làm sao có thể hạng đức thành cũng không giải thích bước nhanh sang một bên mở màn chiếu sáng tìm được tin tức để diêm phù tự mình xem lại hắn cũng là vừa rồi trên đường phố lúc nghe được trên đường người nghị luận thấy được đầu đường phát ra tin tức tử vong mới chạy trở về báo tin diêm phù nhìn tin tức sắc mặt dần dần căng thẳng lục hồng yên vẫn chờ lâm uyên tan ca thật vất vả đợi lâm uyên trở về lập tức cùng lâm uyên chui vào phòng trương liệt thần nấu cháo trong sân nghiêng đầu nhìn hai bóng dáng biến mất sau khi đóng cửa nhịn không được lắc đầu lục hồng yên đóng cửa xoay người liền nói phan khánh và chu mãn siêu tự sát lâm uyên gật đầu việc này tôi đã xem tin tức lục hồng yên thổn thức nói hai thương hội lớn như vậy nói sụp đổ liền sụp đổ tần nghi này thật đúng là lắc đầu đổi đề tài chung quanh la khang an có động tĩnh gì không lâm uyên trước mắt không nhận thấy có gì bất thường Lục Hồng Yên, đối phương có thể không lĩnh hội được gió bên này không? Lâm Uyên, Trừ Phi người mắc câu không báo cáo, nếu không không có khả năng không có một chút liên tưởng. Bất quá quý đạo hoạt động trước mắt của La Khang An còn có tình huống hộ vệ mà nói, Trừ Phi cứng rắn, nếu không muốn tiếp cận La Khang An không dễ dàng như vậy. Lục Hồng Yên, có nên để La Khang An lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống một chút, tiếp tục ăn chơi đàng điếm, tạo cơ hội cho đối phương thử xem? Lâm Uyên, lúc này vừa biết bí mật của La Khang An, La Khang An lại lộ ra cơ hội lợi dụng, không khỏi có chút quá mức rõ ràng. Nếu đối phương nhận được tin đồn, cũng không liều lĩnh, điều này chứng tỏ đối phương rất cẩn thận, làm như vậy ngược lại dễ dàng đả thảo động xà. Việc này không cần gấp gáp, chân chính sốt ruột hẳn là người muốn động thủ. Mặt khác, đối phương càng không có phản ứng gì, chúng ta bên này ngược lại càng phải cẩn thận đề phòng. Lục Hồng Yên hơi chần chờ, thử hỏi. Người nói là có thể sẽ lợi dụng ngươi làm đột phá khẩu. Lâm Uyên, La Khang An bên kia sở không rõ tình huống không dễ xuống tay, khẳng định sẽ đem người bên cạnh hắn làm đột phá khẩu. Cùng La Khang An đi gần nhất chỉ có hai người, một người là Gia Cát Mạn, một người khác chính là ta. Gia Cát Mạn hiện giờ trên cơ bản là cùng La Khang An ra vào, thường xuyên cùng La Khang An ở một chỗ, hộ vệ nhân mã của La Khang An trên cơ bản chính là nàng. Còn có chính là củ cải lăng nhăng của La Khang An nổi danh đổi lại là ta lấy ra cát mạn đến uy hiếp La Khang An trong lòng ta cũng không yên. Huống chi tầm mắt bên người ra cát mạn quá nhiều trong nhà một đống người tần thị đi làm cũng phải đối mặt với một đống người tần thị không bình thường thoát ly tầm mắt dễ dàng bị hoài nghi không phải đối tượng động thủ thích hợp. Cho dù đối phương hạ thủ từ Gia cát mạn La Khang An nếu có gì dị thường ta cũng có thể kịp thời phát hiện tính ra cũng chỉ có ta bên này người gần đây phải cẩn thận một chút lục hồng yên ừ một tiếng chúng ta biết rõ có chuẩn bị đối không biết chúng ta đã chiếm tiên cơ ta biết nên làm như thế nào người không cần lo lắng đúng rồi cho ngươi xem một thứ thú vị lật tay lấy ra một tinh thể lưu trữ hình ảnh lâm uyên không biết có gì thú vị chờ đợi lục hồng yên đi qua một bên cắm tinh thể vào một thiết bị chiếu sáng rất nhanh trong màn sáng bắn ra xuất hiện diêm phù và hạng đức thành trong tiệm may chỉ thấy phản ứng của hai người rất bất ngờ nói về chuyện của chu thị và phan thị liền mở màn hình xem tin tức trong tin tức cũng là chuyện của chu thị và phan thị không biết tình huống thế nào lâm uyên khoanh tay trước ngực cẩn thận xem xét sau khi tin tức phát xong hạng đức thành thấy diêm phù nhìn chằm chằm màn sáng không có phản ứng tiến lên tắt màn sáng thở dài lão đại phan thị sụp đổ phan khánh chết con gái lớn và con gái thứ hai của phan khánh cũng chết cho dù tìm được Phan Lăng Nguyệt cứu Phan Lăng Nguyệt ra, chúng ta cũng không có chỗ lĩnh giải thưởng một tỷ châu kia. Phan Lăng Nguyệt, tiền thưởng, Lâm Nguyên sửng sốt, bây giờ lại còn có người bận rộn vì chuyện Phan Lăng Nguyệt treo giải thưởng. Hắn có chút khó có thể tin, chẳng lẽ hai người này theo dõi hắn lâu như vậy, chỉ vì chuyện này. Phan Lăng Nguyệt đã sớm bị hắn làm thịt, đây không phải là bận rộn sao? Còn có chính là, hai tên kia vì sao phải chết nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ là biết phan lăng nguyệt là hắn giết nhưng mà làm sao biết được đây diêm phù buồn bực nói người muốn nói gì hạng đức thành thở dài lão đại chuyện của phan lăng nguyệt đã kết thúc nếu đã kết thúc thì thôi có lẽ con đường trước mắt chúng ta không mất đi là một lựa chọn diêm phù nhìn hắn chằm chằm lựa chọn gì bán quần áo hạng đức thành rất khẳng định nói lão đại ta rất bội phục ánh mắt của ngươi điểm ấy là đánh chết ta cũng so ra kém địa phương của ngươi liền ánh mắt của ngươi vào hàng, tùy tiện bán bán, chúng ta một tháng đều có thể kiếm hơn 5 vạn châu. Cái này nếu là lão đại nghiêm túc giữ vững tinh thần đến kinh doanh lời nói. Nói không chừng còn có thể tăng kiếm mấy thành, này một năm qua lời nói, chúng ta nói không chừng cũng có trên trăm vạn châu thu nhập. Ta hiện tại xem như minh bạch, bằng lão đại năng lực, vô luận làm nghề gì cũng sẽ không mai một. Lão đại, có thu nhập này, chúng ta còn cần phải lang thang khắp nơi, mạo hiểm đi đánh đánh giết kiếm tiền mang theo đầu liều mạng sao? Những việc có một việc không có một việc kia thật không bằng cái này bớt lo cùng ổn định. chuyện gì vậy? Lâm Uyên nghe xong há hốc mồm. đã là lần thứ hai Lục Hồng Yên mỉm cười, giống như đang nghẹn cười. ánh mắt bán quần áo sao? Diêm Phù thần sắc tựa hồ vặn vẹo một chút, ngược lại lại biến thành bộ dáng rất lãnh khốc. hỏi người là muốn cầu tài hay là muốn cầu nhân? Hạng Đức Thành vẻ mặt mơ hồ có cách nói gì không được. Diêm Phù, biết du hiệp chúng ta và tán tu bình thường khác nhau ở chỗ nào không? Chương 225, việc vui tới cửa. Sự khác biệt, Hạng Đức Thành biết, nhưng càng muốn biết hắn muốn nói gì. Diêm Phù, hiệp giả, có việc nên làm có việc không nên làm, chúng ta không phải tán tu vì tiền mà không từ thủ đoạn. Sở dĩ chúng ta nguyện ý treo giải thưởng cho Phan thị là bởi vì chẳng những có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể cứu người. Làm việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu chúng ta buông tha, Phan Lăng Nguyệt thật sự hết thuốc chữa. Miệng hạng Đức Thành giật giật, nhưng không lên tiếng, kỳ thật muốn nói, ngay từ đầu chúng ta không phải là thưởng tiền cách xù sao. Không phải nói đạt được khoản tiền thưởng này đời này cũng không cần mạo hiểm nữa sao. Diêm Phù, cứu Phan Lăng Nguyệt, vừa là cầu nhân, cũng là cầu tài. Dựa vào của cải Phan gia, ta không tin Phan Lăng Nguyệt có thể không có nền tảng, chỉ cần có thể cứu Phan Lăng Nguyệt ra. Cho dù Phan Thị không còn, Phan Lăng Nguyệt còn có thể không lấy ra một chút thủ lao. Hạng Đức Thành do dự nói, đại ca anh Minh, nói có lý, chỉ là... Đại ca, Phan ra không còn, người bắt Phan Lăng Nguyệt còn cần giữ cô ta lại không? Diêm phù, nếu thật sự chết, buông tha cũng không muộn, bỏ giờ nửa chừng không phải tác phong của chúng ta, muốn thành công phải có tinh thần kiên nhẫn, hạng đức thành gật đầu vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ diêm phù chúng ta đã có khởi đầu tốt cùng lục cô nương kia đã càng ngày càng quen thuộc tin tưởng không bao lâu nữa chúng ta có thể hòa mình với nhất lưu quán đến lúc đó tùy thời làm việc cũng không muộn đi mở cửa khai trương được hạng đức thành đáp ứng xoay người xuống lầu hắn vừa đi diêm phù hai vai rõ ràng suy sụp xuống rõ ràng thở dài dáng vẻ cũng chậm rãi ra khỏi phòng trên màn hình yên tĩnh, Lâm Uyên hỏi, hết rồi. Không có. Lục Hồng Yên ừ một tiếng, đi tới đóng màn sáng. Lâm Uyên, hai tên này nói bậy một hồi cái quỷ gì vậy? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, không biết hai tên kia đang suy nghĩ cái gì đâu. Lục Hồng Yên xoay người cười nói, suy nghĩ vẫn rất kiên nhẫn. Lâm Uyên, anh cho rằng bọn họ nói thật. Lục Hồng Yên hỏi ngược lại, vương gia cho rằng là giả. Lâm Uyên trầm ngâm không nói, nói thật, rất không hiểu, nhưng nếu nói là giả, diễn xuất này không khỏi cũng quá vụng về một chút, có làm giả như vậy sao? Cái gì đạo lý loạn thất bát tao trăm ngàn chỗ hở, logic chó má không thông, không giống như là lừa gạt người ngoài, ngược lại giống như là đang lừa gạt chính mình. Lục Hồng Yên lại hỏi, vương gia còn nhớ lúc nào bọn họ bắt đầu nhìn chăm chăm ngươi không? Lâm Uyên hiểu ý của cô, sau khi nhớ lại một lúc, khẽ vuốt cầm nói, đúng là Phan Lăng Nguyệt mất tích, sau khi phan thị treo giải thưởng xuất hiện hai người này thật đúng là rất kiên nhẫn có kiên nhẫn làm chút gì đó không tốt lục hồng yên hé miệng cười người ta nói hiệp giả có việc nên làm có việc không nên làm lâm uyên ở đâu ra hai người khác loại như vậy hai người bọn họ tên là gì lục hồng yên không biết hiện tại công khai dùng tên khẳng định là giả nếu thật sự là du hiệp chắc hẳn là người đã từng thể treo tên ở vụ thị minh chỉ cần đem ảnh chụp của bọn họ đến vụ thị bên kia hỏi thăm, hẳn là rất nhanh sẽ biết. Không phí chuyện gì, có muốn tra một chút hay không? Lâm Uyên ừ một tiếng, xem như đồng ý. Đúng lúc này, hai người song song quay đầu lại hướng sân, chỉ nghe trong sân tựa hồ truyền đến một thanh âm nữ nhân sang sảng. Giờ cơm, đang bận, sao cô ấy lại đến đây vào giờ này? Lâm Uyên lẩm bẩm, hiển nhiên là vừa nghe giọng nói đã biết là ai. Lục Hồng Yên lập tức hỏi, ai? Lâm Uyên, bà chủ quán rượu ở Giao Lộ, tên là Quan Hàn Nương, chú thần trước kia thỉnh thoảng sẽ đến chỗ cô ấy gọi đồ ăn sáng. Uống chút rượu, khi còn bé tôi từng chạy qua chỗ cô ấy, người coi như không tệ. Cô ấy là quả phụ, trước kia có người tác hợp với cô ấy và chú thần, chú thần chứa mắt, không được. Lục Hồng Yên ồ một tiếng, bộ dáng hứng thú đi mở cửa, hiển nhiên muốn nhìn xem là ai. Lâm Uyên cũng đi theo ra ngoài hai người ra cửa thấy trương liệt thần từ cửa lớn cùng một người phụ nữ đi vào hai người vừa nói vừa cười bộ dạng phụ nhân coi như có thể ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi đường còn thích xoay vòng eo chính là nhìn lớn tuổi một chút thanh âm nói chuyện cười khanh khách sảng khoái quan hà nương cũng nhìn thấy lâm uyên và lục hồng yên lập tức kêu lên tiểu lâm tử coi như gặp được con rồi hai bên tụ lại một chỗ lâm uyên gật đầu chào hỏi bà chủ quan hà nương chật chật có tiếng đánh giá từ trên xuống dưới tiểu lâm tử ta có nghe nói ngươi hiện tại có tiền đồ trở thành học viên linh sơn còn trở thành trợ thủ của tần thị phó hội trường cũng nghe nói trở về một đoạn thời gian nhưng chưa bao giờ đi thăm ta một ít hàng xóm láng giềng cũ đều đang nói xấu nói ngươi hiện giờ có tiền đồ lười để ý đến hàng xóm chúng ta miệng nói một đôi mắt lại tò mò đánh giá lục hồng yên Lâm Uyên sau khi trở về cũng xác thực không có lại cùng mọi người lui tới quà, cũng thật sự là tán gấu không tới một chỗ. Hư giữ ủy xả khách khí không xong hắn cũng không muốn ứng phó, mỉm cười nói, không có chuyện, bận rộn, không có thời gian. Quan Hà Nương kéo tay áo Lâm Uyên, hất cầm về phía Lục Hồng Yên, lớn lên giống như tiên tử, ai vậy, không giới thiệu. Trương Liệt Thần ở một bên cười khẩy, cậu cứ hỏi thăm đi, chuyện cuối phố cậu có thể không biết sao. Đừng có không có gì để nói." Quan Hà Nương trừng mắt nhìn hắn, Trương lão keo kiệt, hỏi một chút không được sao? Lục Hồng Yên đã cười hành lễ, Lục Hồng Yên ra mắt bà chủ. "Ôi, người xem bộ dáng tri thức lễ độ này, không cần khách khí, không cần khách khí." Quan Hà Nương vội vàng đi qua hai tay đỡ, tự nhiên quen thuộc kéo cánh tay Lục Hồng Yên, người xem này lớn lên đẹp mắt, vừa nhìn chính là đại hộ gia cô nương. Nghe nói là tiên đồ tới có thể coi trọng chúng ta tiểu lâm tử là tiểu lâm tử phúc khí. Trên đầu phố đầy miệng hương tiểu lâu, chính là ta mở, có dành tới chơi. Trương Liệt Thần nhìn mà lắc đầu, trở lại bếp lò nhỏ nấu cháo ngồi xuống. Lâm Uyên cũng biết máy hát của quan hà nương vừa mở ra liền không dứt, cũng không tiện thúc giục cái gì, cũng đi tới bên bếp lò ngồi xuống. Lục Hồng Yên ngược lại vẻ mặt kiên nhẫn, cười phụng bồi. Sau khi rong dài một hồi, quan hà nương mới kéo Lục Hồng Yên lại đây. Lục Hồng Yên rất thức thời, vội vàng qua một bên mang một cái ghế tới. Sau khi quan hàn nương ngồi xuống, cánh mũi mấp máy, ngửi ngửi mùi thơm, nhìn cháo trong nồi, Trương lão keo kiệt, ta khó có được một chuyến, ngươi liền mời ta ăn cái này. Trương liệt thần nhất thời tức giận nói, quỷ mới biết cậu sẽ tới. Hơn nữa, nhà cậu mở tiểu lâu, chạy đến chỗ tôi ăn trực uống trực không biết xấu hổ sao. Hắc, nói đến ăn trực uống trực, Hồng Yên thì sao, ta muốn nói đến lão keo kiệt này. Quan Hà Nương lập tức quay sang Lục Hồng Yên, mồm mép ầm ầm. Trước kia thì sao? Lão keo kiệt này chạy đến tiểu lâu của ta vui chơi giải trí không trả tiền, nói ghi sổ, nói cuối năm cùng nhau thanh toán. Ta nghĩ à, đều là hàng xóm trên một con phố, nhất lưu quán ở chỗ này cũng chạy không thoát, liền đáp ứng hắn. Ai nghĩ tới cuối năm tính tiền thời điểm, hắn theo ta đánh cửa, ta bị hắn lừa, nhưng cũng không nói, ta nguyện đánh bạc chịu thua cả năm ăn uống tiền coi như tiền đặt cược miễn. Sau đó, hắn vui chơi giải trí còn muốn ghi sổ, ta không thuận theo người đoán xem hắn làm sao, muốn hắn bỏ tiền, hắn dứt khoát không tới. Lục Hồng Yên cười nói, còn có chuyện như vậy. Trương Liệt Thần lầm bầm, chuyện hạt vừng nát, có gì hay để nói, chỉ có cậu nói thôi. Quan Hà Nương lập tức hỏi Lâm Uyên, tiểu lâm tử, chính con nói xem, hắn có phải là người như vậy không? Lâm Uyên mỉm cười nói, thần thúc tương đối tiết kiệm trương liệt thần lập tức phun quan hà nương có nghe hay không tôi đây là tiết kiệm quan hà nương đánh cánh tay lâm uyên anh ta nợ cậu tiền công trả cho cậu trương liệt thần lập tức ngắt lời đừng nói bậy giờ cơm lúc quán cậu đang bận chạy tới làm gì quan hà nương nghỉ ngơi ống khói không tốt chạy loạn khói khói nhảy vào phòng khách khách chửi bậy đang bảo người ta dỡ ống khói đi trùng tu tạm nghỉ một ngày trương liệt thần nghỉ đến chỗ tôi trong lòng không có quỷ mới là lạ quan hà nương trừng mắt nói như thế nào nhiên thoáng qua lại cười hì hì bất quá thật đúng là đừng nói trương lão keo kiệt có chuyện tốt tìm ngươi trương liệt thần liếc xéo chuyện tốt anh có thể có chuyện tốt tìm tôi quan hà nương cũng không kiêng rẻ kéo cái ghế dưới mông chuyển đến bên cạnh trương liệt thần tìm cho cậu một người phụ nữ cùng sống có muốn không trương liệt thần một tiếng từ chối không cần Quan Hà Nương nhấc chân đá chân hắn một cái, nghiêm túc, không nói giỡn với người. Ta có một biểu muội bà con xa tới nương tựa ta, nạm nhân trong nhà năm xưa qua đời, hiện giờ cơ khổ không nơi nương tựa. Lớn lên cũng không tệ, quan trọng nhất là tính tình dịu ngoan. Nữ nhân bình thường chịu không nổi tính tình này của ngươi, nhưng tính tình nàng khẳng định có thể chịu. Lâm Uyên và Lục Hồng Yên hai mặt nhìn nhau. Trương Liệt Thần, có chuyện tốt, em có thể nghĩ đến anh. Không cần. Quan Hà Nương, có thể có chút lương tâm không? Ta ăn ngay nói thật đi, nàng đây không phải đã gả cho người, không thể tái giá sao? Tuổi cũng không còn nhỏ, điều kiện tốt cũng chứa mắt nàng, điều kiện không tốt, ta cũng không muốn ủy khuất nàng cùng người ở trong sơn động hoặc trong một phòng nhỏ chịu đựng. Ta hy vọng nàng ít nhất có thể thể diện một chút. Người tuy rằng keo kiệt một chút, nhưng tốt xấu điều kiện cũng tạm được. Nhất lưu quán này có cửa có hộ còn có sân, hơn nữa phòng nhiều, trống cũng là trống không nhiều một người cùng người sống qua ngày còn có thể giúp người quét dọn không phải rất tốt sao trương liệt thần vẫn là câu nói kia không cần quan hà nương vừa trừng mắt ai ngờ lâm nguyên đột nhiên lên tiếng chen vào một câu thần thúc không vội cự tuyệt hay là nhìn người trước rồi nói sau đối với lời này quan hà nương tỏ vẻ tán thưởng, ngươi xem vẫn là tiểu lâm tử hiểu chuyện lục hồng yên cũng lên tiếng khuyên nhủ thần thúc con và lâm tử không thể ở đây cả đời nếu thật sự có thể gặp được người thích hợp cũng là chuyện tốt có thể xem trước đúng vậy quan hà nương vỗ tay hoan nghênh Trường lão keo kiệt nói như vậy đi biểu muội ta khẳng định sẽ không bạc đãi bình thường ở tiểu lâu ta giúp đỡ ta mở tiền công của nàng tiểu lâu cũng không thiếu đồ ăn nàng có thể ăn ở tiểu lâu người không cần nhiều chi tiêu còn nữa nàng tính tình dịu ngoan ngươi chỉ cần mở miệng nàng khẳng định đem tiền công giao cho ngươi chi phối trong nhà nhiều người giúp người kiếm tiền, còn có thể nhiều người giúp người quét dọn, thật là chuyện tốt, cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Trương Liệt Thần nhìn phản ứng của Lâm Uyên và Lục Hồng Yên, thấy hai người hơi chờ mong, nhất thời trầm mặc. Dường như thật sự bị quan hà nương nói khiến động lòng, ấp úng nói, thật sự không tệ, có thể coi trọng tôi. Trường 226, em họ đến. Vừa nhìn thái độ này, quan hà nương lập tức vui vẻ, được, việc này để trên người ta thu tay chân thu vui ha hả đường hoàng lại nhìn chằm chằm nồi cháo kia hỏi còn phải nấu bao lâu nữa xong chưa trương liệt thần há miệng dường như muốn trả lời nhưng hiếm khi nhìn được lâm uyên thì cho lục hồng yên một ánh mắt lục hồng yên hiểu ý lúc này ra vẻ giúp trương liệt thần hỏi thăm hỏi em họ quan hà nương tên là gì bao nhiêu tuổi người ở đâu các loại hai người phụ nữ ở đó trò chuyện không hết thì cháo cũng tốt Lâm Uyên đứng dậy tìm bát đũa, một bát múc xong, cùng mọi người chia thức ăn. Sắc trời tối đen, lò lửa bốn người vây quanh hoàn toàn tắt mới giải tán, quan hà nương trở về. Lục Hồng Yên giúp Trương Liệt Thần rửa sạch nồi niêu song trào rồi mới trở về phòng, đóng cửa lại gần Lâm Uyên hỏi, cậu cảm thấy có vấn đề. Cô biết Lâm Uyên không phải người nhiều chuyện, lúc chủ động khuyên bảo Trương Liệt Thần cô đã ý thức được điều gì đó. Lâm Uyên ngồi trên ghế, gảy vòng tay trên cổ tay, ta đang lo lắng có người muốn xông vào chỗ ta, lập tức có người tìm tới cửa, ngươi chẳng lẽ không có một chút hoài nghi? Lục Hồng Yên gật đầu, đúng vậy. Nếu không có chuyện trước mắt, nếu chúng ta không biết gì, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Ngược lại sẽ cho rằng bà chủ tốt bụng. Hiện tại đụng phải đích xác khả nghi. Còn nữa, bà chủ kia, người từ nhỏ đã biết, nếu biểu muội của nàng thật sự có vấn đề, bà chủ kia làm không tốt cũng có vấn đề. Lâm Uyên, lúc anh đi vắng, em phải cẩn thận. Ừ, Lục Hồng Yên tỏ vẻ biết, sau đó quay đầu lại bận rộn. Lấy ra ảnh chụp hai người trong tiệm quần áo, lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng, bấm một giấy số, thay đổi giọng nói, anh còn ở thành phố Sương Mù bên kia không? Được, tôi gửi cho anh hai tấm ảnh, có hai người, có thể là Du Hiệp, có thể từng treo tên ở thành phố Sương Mù bên kia. Anh đi tra một chút, xem có tình huống của hai người này hay không, mau chóng trả lời cho tôi. Dứt lời cúp điện thoại, đem hai tấm ảnh gửi qua đợi sau khi nhận được tin xác nhận đã nhận đúng chỗ, cô mới cúp điện thoại đi tắm. Lâm Uyên không hỏi Lục Hồng Yên tìm người nào, tin rằng nếu Lục Hồng Yên có thể trực tiếp tìm được đối phương như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mà hiệu suất kiểm tra của đối phương rất nhanh, nửa đêm, Lục Hồng Yên khoanh chân đã tọa bị động tĩnh điện thoại quấy dày. Cô nhanh chóng mở mắt, nhanh chóng bắt được động tĩnh của điện thoại di động, nhìn Lâm Uyên đang khoanh chân đả tọa đối diện, sợ quấy dày, không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không lần này gặp mặt lâm uyên cô cảm thấy lâm uyên nhanh hơn rất nhiều phát hiện chỉ cần rảnh rỗi lâm uyên sẽ tiến vào trạng thái tu luyện nhìn điện thoại cô nghe máy đặt bên tai lại thay đổi giọng nói là tôi à nói ừm diêm phù và hạng đức thành xác nhận chưa được biết rồi không cần phiền toái nữa không có chuyện gì cô vừa cúp điện thoại lâm uyên đang nhắm mắt mở miệng đã có kết quả lục hồng yên ở trên giường quỳ bỏ tới bên cạnh hắn khom chân mà ngồi ừ hai người đích thật là du hiệp đều treo danh ở phường du hiệp thành phố sương mù người diện mạo lãnh khốc kia tên là diêm phủ người kia tên là hạng đức thành ở trên bảng du hiệp chưa nói tới xếp hạng gì chỉ là trên danh nghĩa minh thệ bình thường lâm uyên thu công mở mắt tình hình thế nào lục hồng yên nghiêng người nằm nghiêng đầu gối lên đùi hắn không có gì phức tạp chỉ là xuất thân tán tu bình thường Lâm Uyên, ở phường Du Hiệp ra tay nhiều đồ không. Lục Hồng Yên, không có ghi chép xuất hàng. Khi gọi là sương mù, kỳ thật chính là tiên giới chợ đen. Một số người sẽ đem không biết như thế nào lấy được hắc hóa cho cầm đến sương mù thị đi tiêu thụ tang vật. Cũng có một số người sẽ đi mua chút ít không lộ ra ánh sáng đồ vật, thí dụ như nhân gian buôn lậu tới vật phẩm. Mà cái gọi là du hiệp phường minh thệ trên danh nghĩa, nói cách khác người muốn trở thành du hiệp, muốn treo hiệp danh phải tiếp nhận một ít quy tắc không thể làm chuyện táng tận lương tâm thể trên danh nghĩa thành một thành viên trên du hiệp bảng sau này ngươi lấy được đồ vật đều có thể trực tiếp lấy đến du hiệp phường ra tay du hiệp phường sẽ cho ngươi một cái giá lương tâm thuận tiện mau lẹ lại an toàn không cần lo lắng tìm người mua cũng không cần lo lắng không rõ ràng lắm đối phương lai lịch giao dịch sẽ bị hắc ăn hắc các loại trở thành du hiệp cũng không phải thể thốt là xong Người phải đem lại lịch của người phó thác cho Du Hiệp Phường xác nhận. Một khi đồ vật ra tay cho Du Hiệp Phường bị phát hiện là làm ác có được. Hoặc bị Du Hiệp Phường phát hiện làm chuyện gì vượt qua ranh giới cuối cùng có thể vi phạm quy tắc Du Hiệp. Du Hiệp Phường lập tức sẽ tổ chức lực lượng tiến hành đuổi giết ngươi. Mà chi tiết lưu lại khi minh thể trên danh nghĩa, thường thường cũng sẽ tạo thành quấy nhiễu cực lớn cho người bị truy sát. Đương nhiên cũng có người làm chuyện lừa gạt, vậy phải xem ngươi có thể lừa gạt qua cửa hay không. Lâm Nguyên nghe xong trần chờ là hai người này thật sự sạch sẽ đơn giản, hay là vô năng hoặc che giấu rất sâu. Lục Hồng Yên một tay vịn vào đầu gối hắn, cười nói, không phải ai cũng có thể phong vân cuồn cuộn, vương ra ở trong nước sâu nhìn quen cá lớn, sợ là thấy ai cũng lầm tưởng có thể nổi sóng. Việc này ta xử lý, ta bớt chút thời gian đi thử xem bọn họ nông sâu, nếu thích hợp, bên chúng ta đang thiếu người dùng. Sáng hôm sau, sau khi Lâm Uyên đi làm không lâu, quan hà nương lại tới, mang đến còn có một người phụ nữ cũng mang đến cho em họ ngu thủy thanh của cô động tác đủ thần tốc khiến cho lục hồng yên muốn ra khỏi cửa không thể không ở lại xem tình huống giống như quan hà nương nói dáng dấp đích xác cũng không tệ vóc dáng trung bình khuôn mặt trắng nõn hơi có dấu vết tuế nguyệt tuổi thoạt nhìn trẻ hơn quan hà nương không ít đi theo phía sau quan hà nương một bộ rụt rè nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại thanh âm dường như có chút xấu hổ mất tự nhiên thấy trương liệt thần phía trên cũng có chút mất tự nhiên cán quạt hương bồ cầm trong tay thỉnh thoảng hướng phía sau gãi lưng mình nghiêm túc mà nói trương liệt thần lớn lên trong đám đàn ông ở tuổi này cũng không tính là kém ngồi xuống trà uống nửa chén về sau gặp mặt đối tượng đều không quá nói chuyện quan hà nương nhịn không được hỏi hai vị đến cùng thái độ gì ngược lại là nói một câu a khuôn mặt giả nua của trương liệt thần cực kỳ không được tự nhiên thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của lục hồng yên Ngu Thủy Thanh ngược lại thấp giọng nói, hết thầy đều do tỷ tỷ làm chủ. Quan Hà nương tay hướng trên bàn ấn một cái, đứng lên, vậy cứ quyết định như vậy đi, em gái, em ở lại chỗ này trước đi. Hai người trước tiên làm quen tìm hiểu lẫn nhau một chút, cảm thấy thích hợp ngay tại một chỗ, cảm thấy không thích hợp liền vỗ hai cái giải tán. Dứt lời ném người xuống muốn đi, Trương Liệt Thần có chút luống cuống tay chân, Lục Hồng Yên đứng ngoài quan sát phản ứng của mọi người. Tỷ tỷ, Ngu Thủy Thanh khẩn trương đứng lên hô một tiếng, sắc mặt hơi đỏ bừng, dường như đang hỏi, người cứ như vậy đem ta ném đi. Quan Hà Nương ha hả vui vẻ, cũng không phải đại cô nương lập gia đình, xấu hổ cái gì? Người một người gả cho người, lại không thể tái giá, chính là tìm bạn, chính là tìm người cùng nhau kết bạn sống qua ngày tìm an tâm, chuyện rất đơn giản, không có gì phải chú ý, cứ như vậy quyết định. Đúng rồi, hôm nay không cần đi tiểu lâu hỗ trợ, lưu lại làm quen một chút ngày mai lại bắt đầu đến chỗ ta hỗ trợ. Quay đầu lại nói với Trương Liệt Thần, Trương Lão keo kiệt, người ta giao cho ngươi, đối xử tốt với người ta một chút, đừng keo kiệt như vậy. Hồng Yên, trong tiệm của ta còn có việc, đi trước đây. Vẫy tay chào Lục Hồng Yên một cái liền lay động làn váy mà đi. Lục Hồng Yên vội vàng đứng dậy tiễn nàng, đưa nàng ra cửa lớn mới trở về trong sảnh, chỉ thấy nam nữ ngồi đối diện, một người nhìn ngoài cửa, một người cúi đầu, cũng không lên tiếng. Cái kia, thần thúc. Lục Hồng Yên giật giật cầm với ngu thủy thanh, ám chỉ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Trương Liệt thần dầu dĩ nói, cậu đi dọn dẹp căn phòng bên trái đi, tôi đến cửa hàng phía trước kêu gọi làm ăn. Lục Hồng Yên lại rót nước trà cho ngu thủy thanh, sau khi dặn dò một chút, liền ra đại sảnh đi phòng bên trái thu dọn. Chỉ chốc lát sau, ngu thủy thanh cũng tới, động thủ làm việc trước, mới thấp giọng nói, Hồng Yên cô nương, không cần phiền toái, ta tự mình quét dọn là được lục hồng yên đương nhiên là không cần nhưng người ta muốn tranh nhau làm việc nàng cũng chỉ đành từ bỏ chủ động cùng người nói chuyện phiếm gì ngu nhất lưu quán này còn được không ngu thủy thanh ừ một tiếng ở trong thành có thể có đình viện rất tốt đều là phụ nữ sau khi hai người có một câu không có một câu xem như dần dần quen thuộc ngu thủy thanh ngôn nói chuyện cũng thả lỏng không ít lục hồng yên còn nói đùa sinh động bầu không khí một chút nói nơi này có lẽ ở không được vài ngày người sẽ ở cùng một phòng với thần thúc trong lúc đàm tiếu lục hồng yên thừa dịp người ta chưa chuẩn bị động tay động chân một vật trang trí trên giá gỗ đột nhiên rơi xuống đập thẳng vào đầu ngu thủy thanh lục hồng yên nhanh tay lẹ mắt kéo nàng ra một tay nhận lấy thứ rơi xuống nhân cơ hội này lục hồng yên thi pháp rót vào trong cơ thể ngu thủy thanh điều tra một chút muốn xác nhận một chút có phải thật sự như quan hà nương nói không phải tu sĩ hay không kết quả chứng minh không sai ngu thủy thanh này không phải là người tu hành trong tiệm thuốc trương liệt thần trên ghế nằm lắc quạt hương bồ có chút lật qua lật lại cuối cùng nằm không yên chạy tới cửa hít thở không khí thỉnh thoảng im lặng nhìn lên trời xanh than thở thật lâu sau trong miệng lẩm bẩm một câu hai tên khốn kiếp này thật đúng là có thể tìm việc cho tôi tiếng bước chân phía sau truyền đến hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy lục hồng yên tới cũng báo cho hắn biết một tiếng thần thúc khách tới con đi mua chút đồ ăn đi chuyện xuống bếp con không được chỉ sợ còn phải làm phiền ngài tự mình làm trương liệt thần xì một tiếng cậu thật khách khí lục hồng yên thở dài ta không khách khí chúng ta không ăn không uống cũng không sao nhưng người ta không phải tu sĩ một bữa không ăn đói đến phát hoàng trương liệt thần tức giận nói không cần xuống bếp cậu trực tiếp đến tiểu lâu mãn khẩu hương lấy đồ có sẵn đi em gái cậu ta tới mời một bữa không bình thường sao lục hồng yên không nói gì phát hiện gọi hắn là lão keo kiệt thật đúng là không sai cái này cũng có thể tiết kiệm giờ khóc giờ cười nói được tôi ra ngoài xem sắp xếp sau khi trở về trong viện lại cùng ngu thủy thanh chào hỏi lúc này mới lái xe ra cửa lúc đi qua cửa tiệm may cô nghiêng đầu nhìn thêm hai lần sau khi lái xe lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho lâm uyên báo tình huống một tiếng nói người đã đến ở để điện thoại di động xuống về sau mới tăng tốc ở trong thành đi dạo lên cách giờ cơm còn sớm, nàng còn có chút chuyện muốn bố trí, muốn chiêu mộ tạm thời dùng nhân thủ. Tìm một chỗ dừng xe, trốn vào yên tĩnh xuất hiện, đã dịch dung thành một người đàn ông. Trường 227 quả nhiên thông minh. Lâm Uyên tan tầm trở về, Lục Hồng Yên theo thường lệ đi tới nghênh đón. Lâm Uyên nhìn thấy một người ở nhất lưu quán, đang bận rộn rửa rau, rõ ràng là đang chuẩn bị xuống bếp, không thấy Trương Liệt Thần, Lúc anh dừng xe, Lục Hồng Yên thấp giọng nói, chính là cô ấy. Lâm Uyên thấp giọng hỏi, thần thúc đâu? Lục Hồng Yên, có thể là xấu hổ, ở lại dược đường rất ít khi tới đây. Lâm Uyên có chút buồn cười, nghiêng đầu ra hiệu một chút, Lục Hồng Yên liền dẫn hắn đi qua chào hỏi Ngu Thủy Thanh, trước mặt hai người giới thiệu một chút về hai bên. Ngu Thủy Thanh ngượng ngùng, Lâm Uyên cũng khách khí một chút rồi trở về phòng. Đợi Lục Hồng Yên theo vào, lập tức dặn dò, sau này ăn gì ngươi phải cẩn thận lục hồng yên yên tâm ta sẽ kiểm tra không có chuyện gì khác ta qua hỗ trợ trước thần thúc lại không lộ diện người ta vừa tới không tiện dùng người ta lâm uyên ừ một tiếng lúc này lục hồng yên mới đi ra ngoài đến giờ ăn trương liệt thần nói không đói bụng không muốn ăn các loại nhưng bị lục hồng yên kéo tới bốn người vây quanh một bàn ăn rất yên tĩnh cũng không nói gì lục hồng yên và lâm uyên có ý khơi mào đề tài nhưng cũng không có động tĩnh gì, bầu không khí có chút cổ quái. Sau khi ăn xong, Ngu Thủy Thanh và Lục Hồng Yên lại tranh nhau thu dọn nồi niêu song chảo. Cuối cùng hai người cùng nhau rửa sạch, vừa làm việc vừa hàn huyên một hồi. Bận rộn xong trở lại phòng, thấy Lâm Nguyên ngồi ở trên ghế không biết đang suy nghĩ gì. Lục Hồng Yên từ phía sau ghé vào đầu vai hắn, cùng tài tóc mai cọ sát. Thấy hắn không bài xích, nàng dứt khoát vòng qua phía trước ngồi ở trên đùi hắn, nghiêng người ôm hắn, thân thể có chút không an phận lâm uyên bị cô trêu chọc đến hứng thú đột nhiên nắm đùi cô đứng dậy ôm ngang người và khuỷu tay trong ánh mắt ẩn tình đưa tình của lục hồng yên hai người ngã xuống giường lăn lộn vân vũ tiểu điểm sau khi lục hồng yên đứng dậy tắm rửa mở màn sáng ra trong màn sáng xuất hiện tình huống trong phòng ngu thủy thanh lâm uyên anh động tay động chân trong phòng cô ấy lục hồng yên đã xác nhận không phải tu sĩ có chút tay chân nàng rất khó phát hiện Thấy nàng nắm chắc, Lâm Uyên cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi thu dọn lại tiến vào trạng thái khoanh chân đà tỏa tu luyện, Lục Hồng Yên lại mở camera ở cửa hàng, xem lại nội dung. Ngày hôm sau, Ngu Thủy Thanh sáng sớm thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mới ra cửa. Trước khi đi đã nói, muốn đi mãn khẩu hương tiểu lâu làm việc, có thể phải sau bữa cơm chiều mới có thể trở về. Đối với việc này, Lục Hồng Yên tỏ vẻ hiểu, tiểu lâu mà, khẳng định phải qua giờ cơm tối mới có thể yên tĩnh lại sau đó lục hồng yên cũng đi ra ngoài lại theo tới tần thị đưa mắt nhìn lâm uyên cưỡi con lừa nhỏ đi vào hạng đức thành chỉ có thể không dừng lại rời đi tần thị hắn cũng không vào được nhất là sau khi đấu thầu bắt đầu phòng bị của tần thị càng ngày càng nghiêm mật người ngoài chưa được cho phép trên cơ bản không có khả năng trà trộn hắn cũng chính là làm việc theo thông lệ kỳ thật đi hắn cũng không muốn để ý cảm thấy không có ý nghĩa ngoài miệng không nói mà thôi theo thường lệ lại đi dạo trong thành đi khắp nơi lắc lư cảm thụ hơi thở cuộc sống cảm giác làm lương dân vẫn rất tốt một bà lão dưới tàng cây mỗi sáng sớm đều bày sạp bán một loại tương quả tự tay chế tác hạng đức thành cảm giác hương vị không tệ mỗi ngày đều đến ăn một chén an vị ở dưới tàng cây chậm rãi hưởng thụ bên cạnh có hai người qua đường đi qua một người nói chính là nàng tam tiểu thư phan thị đã suy sụp ta đã tận mắt nhìn thấy. Một người khác thổn thức, sao lại nghèo túng đến mức này? Thật sự là Phượng Hoàng lạc giá không bằng gà a. À? Hạng Đức Thành ngồi trên băng ghế nhỏ bưng bát chợt ngẩng đầu, tiện đà buông bát xuống, ném ba châu tiền xuống, đứng dậy bước nhanh theo sau. Sau khi nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn tiến lên chào hỏi, hai vị bằng hữu, ta vừa rồi hình như nghe được các ngươi đang nói về Phan Thị Tam Tiểu Thư, không biết có nghe lầm hay không? Một người nói, đúng vậy, Phan Lăng Nguyệt, làm sao vậy? Hạng Đức Thành, cậu nói vừa rồi cậu nhìn thấy cô ấy, không phải cô ấy đã mất tích rồi sao? Người nọ nói, đúng vậy, không biết từ đâu chui ra, chúng ta vừa mới gặp, quần áo tả tơi, thiếu chút nữa không nhận ra. Hạng Đức Thành kinh ngạc, vừa rồi, không biết gặp ở đâu. Người nọ chỉ ra xa xa, ở đường núi kia, nhìn thấy cô ấy chậm rãi đi lên núi, phòng trừng còn đang trên đường lên núi. Anh hỏi cái này làm gì, anh biết sao? hạng đức thành vội xua tay không có không biết không biết chỉ là tò mò quấy dày quấy dày sau khi chắp tay xoay người rời đi đợi tránh được hai người kia hắn nhanh chóng đi nhanh chạy như bay về phía đường núi đối phương chỉ điểm một đường lên núi không thấy người thẳng đến khi sắp đến đỉnh núi thấy được một tòa sân trên đỉnh núi mới thấy được bóng lưng một nữ nhân quần áo tả tơi tóc rối bù đứng ở cửa chờ thông báo hạng đức thành vội vàng ẩn thân trên một thân cây quan sát một người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy bước ra từ cửa viện quan sát cô gái quần áo tả tơi từ trên xuống dưới chợt nghe thấy cười ha hả nói phan tiểu thư gió gì thổi cô tới đây làm sao cô biết chúng tôi dừng chân ở đây hạng đức thành hơi kinh hãi thật đúng là phan lăng nguyệt hắn không nhìn thấy người chính diện lúc trước nghe người ta nói là phan gia tam tiểu thư bây giờ lại nghe được người xưng hô trên cơ bản xác nhận chính là phan lăng nguyệt cũng không biết Phan Lăng Nguyệt nói gì với đối phương. Đột nhiên thấy nam tử nhỏ gầy vung tay lên, hai gã thủ vệ ở cửa lập tức tiến lên kéo Phan Lăng Nguyệt vào trong. Chỉ nghe tiếng kêu của Phan Lăng Nguyệt mơ hồ truyền đến, các người muốn làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra. Hạng Đức Thành thiếu chút nữa lắc mình đi cứu, nhưng Trung Quy nhịn xuống, không rõ đối phương nông sâu, không dám tùy tiện làm việc. Người dẫn vào, cửa lại yên tĩnh, hắn trốn tránh quan sát tình huống khu vườn kia một chút, nhưng mà không bao lâu, nam tử vóc dáng nhỏ gầy kia lại đi ra, một đường bước nhanh xuống chân núi, bộ dáng vội vàng có việc. Hạng Đức Thành tránh đường xuống núi, theo đuôi ở một bên rừng. Một đường theo tới đầu đường, trả trộn ở đầu đường lui tới trong đám người tiếp tục đi theo, vẫn nhìn thấy nam tử vóc dáng nhỏ gầy tiến vào một cửa hàng. Chỉ thấy trưởng quỹ trong cửa hàng chắp tay, cùng nam tử kia vừa nói vừa cười, sau đó mời nam tử đi phía sau. Hạng Đức Thành quan sát một hồi, chậm chạp không thấy người đàn ông đi ra liền xoay người đến chỗ yên tĩnh đối diện cửa hàng lấy điện thoại di động ra trực tiếp liên lạc với diêm phù lão đại tôi nhìn thấy phan lăng nguyệt trong lúc vô tình phát hiện không biết từ đâu chui ra hắn kể lại đại khái tình huống sau khi thu điện thoại liền dừng lại tại chỗ chờ chờ người trong cửa hàng đi ra cũng là đang chờ diêm phù tới diêm phù chậm rãi buông điện thoại xuống vẻ mặt buồn bã phan lăng nguyệt lại xuất hiện nếu chỉ là xuất hiện thì thôi sau khi xuất hiện bình an cũng sẽ không có chuyện gì của bọn họ ai ngờ giống như lại bị người cho bắt cái này gọi là chuyện gì hiện tại mặc kệ hình như lại không thích hợp ai bảo hắn đã mạnh miệng nói với hạng đức thành kỳ thật đi có một số việc hắn cũng chỉ là kiên trì chống đỡ kiên trì bày ra cái phong phạm kia rất nhiều lúc hắn cũng rất mê man tiền đồ mê man cũng không biết làm gì cho phải Hết lần này tới lần khác còn có một huynh đệ trung thành và tận tâm đi theo mà vẫn rất kính nể hắn. Hắn là người dẫn đường, hắn là đại ca dẫn đầu, lời cổ vũ đã nói qua, lời gia bộ lại càng nói qua không ít, có chút làm cho mình không xuống được. Ngay tại thời điểm hắn mê mang, nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường là du hiệp tùy tiện mở một cửa hàng bán quần áo. Vốn là làm công việc che giấu, cư nhiên rất ngoài ý muốn đem sinh ý làm không tệ, cư nhiên trong mê mang đụng phải một phương hướng hắn cũng cho rằng phan lăng nguyệt tìm không thấy cũng định cứ như vậy thuận theo bậc thang xuống cứ tiếp tục như vậy rất tốt cho nên mới dám đem lời nói đầy đủ với huynh đệ như vậy ai ngờ phan lăng nguyệt lại xuất hiện còn bị người bắt mấu chốt nhất chính là còn bị hạng đức thành tìm được bảo hắn làm sao bây giờ tiếp khách đóng cửa tiệm vội vàng rời đi lúc tìm được hạng đức thành người đàn ông kia đã từ trong cửa hàng đi ra hạng đức thành mất dấu người hắn rất xấu hổ khen tặng một câu, đại ca quả nhiên cao minh, Phan Lăng Nguyệt quả nhiên còn sống. Bây giờ nói cái này còn có ích lợi gì? Diêm phù lạnh lùng một câu, quyết định thật nhanh, chỗ bắt người ở đâu, đi, dẫn ta đi. Hai người lúc này lại chạy lên đỉnh núi kia. Nhưng mà đến nơi, hai người trốn trốn quan sát một hồi, phát hiện có chút không đúng, tòa đỉnh viện kia an tĩnh có chút kỳ cục, cửa ngay cả thủ vệ cũng không thấy, ngay cả một cái cửa cũng không có. Cảm giác không đúng, diêm phù lại phân phó hạng đức thành giả vờ lên núi du ngoạn tiếp cận tìm hiểu vì thế hạng đức thành đi lên đường núi chậm rãi lên núi đến cửa viện hết nhìn đông tới nhìn tây còn hô lên có ai không ngay cả gọi vài tiếng cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn thử đi vào chờ một lát hạng đức thành xuất hiện trên nóc nhà vẫy tay với diêm phù diêm phù từ chỗ ẩn thân lắc mình ra bay thẳng vào trong sân gặp hắn hạng đức thành nói đại ca trống không, trong sân không còn bóng người. Diêm phù lập tức lắc mình rơi xuống đất, kiểm tra chung quanh, phát hiện khắp nơi trống rỗng, giống như chuyển nhà, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không có gì. Này, lúc đó anh nên ở đây giám thị rồi liên lạc với tôi, đối phương như bắt người rồi bỏ đi. Diêm phù dậm chân một tiếng, hạng đức thành gái gái đầu, có chút xấu hổ nói, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Theo như người nói, trưởng quỹ cửa hàng kia hẳn là quen biết người nơi này. Đi, diêm phủ kêu một tiếng hai người lập tức xuống núi đến chân núi gặp được lão nhân gia nhặt được sơn hóa diêm phủ giơ tay ngăn lại tạm dừng rời đi tiến lên chủ động chắp tay hỏi lão nhân gia thỉnh giáo một tiếng trạch viện trên núi này là của ai lão nhân gia khách khí chắp tay đáp lễ mới ngạc nhiên nói tòa nhà trên đỉnh núi vẫn trống không không ai ở à diêm phủ nghi hoặc nói nhà tốt như vậy sao có thể không có người ở lão nhân gia cười nói hai vị sợ là có điều không biết. Nơi này vốn là tào phủ, vốn là ở chính là đại nhân vật. Nghe nói toàn bộ các lộ mặt hàng dưới đại bất khuyết thành đều phải nghe chủ nhân nhà này tiếp đón. Sau đó kiều ra tìm tới cửa, đem họ tào cũng giết, liền mấy tháng trước chuyện đã xảy ra. Nơi này vốn bị phong, thành vệ muốn đem nó cho bán đấu giá, nhưng là lưu đấu giá, người chết nhiều lắm, điểm xấu, không ai muốn, vẫn không bán được. Các ngươi nếu không tin, hướng người bốn phía hỏi thăm một chút liền biết lão hán nói có đúng hay không. Dứt lời lắc đầu mà đi. Trường 228, đụng phải cao thủ. Hai người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, bởi vì nhìn thấy qua có người, hơn nữa đi vào xem qua, quét dọn sạch sẽ, rõ ràng là có người ở qua. Lúc này theo như lão đầu nói, hai người lại tìm chân núi phụ cận nhân ra hỏi thăm một chút. Kết quả đúng như lão đầu nói, đó thật đúng là một tòa nhà bỏ hoang. Chủ nhân cũ bọn họ sau khi đến còn nghe nói qua, Tào Lộ Bình, lão đại dưới mặt bản bất khuyết thành lúc trước, đã chết trong vụ án giết người phát sinh phía trước bất khuyết thành. Tính cả thủ hạ mấy chục người toàn bộ bị giết lặng lẽ không một tiếng động, nghe nói trên đường bên ngoài còn có thành vệ bị giết. Tào Lộ Bình vì sao bị giết, cấu kết chu thị, phan thị cùng tần thị đối nghịch, bọn họ tới đây ít nhiều cũng nghe nói qua. Cũng bởi vậy, Phan Lăng Nguyệt sẽ xuất hiện ở nơi này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Người trong nhà đã không thấy, không còn cách nào, hai người tiếp tục chạy theo manh mối đã biết. Hai người lại đi tới đầu đường, tìm được cửa hàng kia, cùng nhau đi vào. Trưởng quầy nhiệt tình chào hỏi, hai vị khách quý, muốn mua chút gì? Diêm phù chắp tay nói, nghe bạn bè giới thiệu, nói đồ ở đây không tệ, đặc biệt đến xem. Sau đó lại bổ sung, bạn tôi là khách quen của cậu. Trưởng quầy sừng sốt, hỏi không biết bằng hữu của tôn giá là diêm phù cười nói trưởng quầy thật đúng là dễ quên nhanh như vậy đã quên ta một canh giờ trước còn cùng hắn tới đây ta ở bên ngoài không có tiến vào mà thôi hắn nhỏ gầy ngươi cùng hắn vừa nói vừa cười còn dẫn hắn vào bên trong ngây người một hồi trưởng quầy vội vàng ồ ồ vài tiếng thì ra là bạn của từ trưởng quầy thất kính thất kính từ trưởng quỹ diêm phù im lặng lại tiếp tục nói ta vừa mới chờ không kiên nhẫn liền đi trước, hiện tại đi bộ trở về, như thế nào, hắn cũng đi sao. Trường quay, đi rồi, đã đi một lúc rồi, nhưng lượng hàng hắn cần khá lớn, hàng ở chỗ tôi nhất thời không chuẩn bị đầy đủ, hẹn hắn buổi chiều giờ thân lại tới lấy. Diêm Phù và Hạng Đức Thành nháy mắt, lại nói, đưa hàng của hắn cho ta đi, ta mua. Trưởng quỹ A một tiếng, cái này, cái này sao được? Diêm Phù lộ ra nụ cười quỷ dị nói, không giấu diếm trưởng quỹ, ta nói là bằng hữu của hắn, trên thực tế là trên làm ăn đối thủ cạnh tranh hàng của hắn ta muốn trước ta cho gấp đôi giá tiền cái này trưởng quầy có chút do dự diêm phù thế nào chẳng lẽ ngoài chỗ anh ra thì không có gì để mua sao tôi không tin rời khỏi anh tôi dùng tiền mua không được trưởng quỹ nhìn ra bên ngoài hạ thấp giọng bằng hữu nếu thành tâm muốn ta cũng không có gì để nói chỉ là việc này mong rằng đừng để cho từ trưởng quỹ biết hạng đức thành ở một bên nghe vậy mặt lộ vẻ mỉm cười trong ánh mắt nhìn về phía Diêm Phù vẫn có kính nể cảm thấy chiêu này cao minh chẳng những nghe được tin tức còn có thể để vị trưởng quỹ này giúp đỡ giấu giếm để tìm hiểu tin tức Diêm Phù đây là tự nhiên ta cũng sẽ không để cho hắn biết Trường Quầy hàng còn chưa đủ người đợi thêm nửa canh giờ nữa lại đến hàng khẳng định có thể đủ nhất định cho người chạy tới trước từ Trường Quầy lấy được hàng bất quá tiền đặt cọc nha Diêm Phù hiểu trực tiếp hỏi muốn bao nhiêu tiền đặt cọc không nói hai lời giao trước năm ngàn châu. Nhân cơ hội này cũng hỏi thăm một chút, vừa hỏi mới biết, vị trưởng quý này cũng là ngày hôm qua vừa mới quen biết vị từ trưởng quý kia, song phương cũng không quen thuộc. Đợi hai vị khách vừa đi, trưởng quầy nở nụ cười, lấy điện thoại ra gọi đi, bảo người ta chuẩn bị nhiều hàng. Hắn chẳng những muốn đem hàng bán cho Diêm Phủ, hàng bên kia trưởng quầy tử cũng sẽ không thất tín, đúng giờ chụp không lầm. Nói trắng ra, hắn muốn ăn cả hai bên kỳ thật hàng không hàng, Diêm Phù căn bản không quan tâm. Hắn muốn chính là tin tức, muốn chính là vị trưởng quỹ kia hỗ trợ giấu diếm hắn tới hỏi thăm. Đợi đến khi thời gian hẹn đã hết, còn chậm chạp không thấy Diêm Phù tới lấy hàng, vị trưởng quầy kia mới lấy điện thoại di động liên lạc với dãy số Diêm Phù lưu lại. Kết quả gọi mấy lần đều gọi sai, còn bị bên kết nối mắng thông suốt, làm cho hắn một cái mặt danh kỳ diệu, tưởng rằng có phải nhớ lầm dãy số hay không? Thẳng đến giờ thân vị từ trưởng quý kia ngược lại đúng hạn xuất hiện, cầm hàng rời đi. Trưởng quý muốn hỏi thăm Diêm Phù một chút, nhưng mà Trung Quy là không dễ nói ra miệng, gượng cười đưa từ trưởng quý ra cửa. Diêm Phù và hạng Đức Thành núp trong bóng tối quan sát xác nhận mục tiêu, lập tức đuổi theo. Đi ra khỏi nơi náo nhiệt, lại tiến vào vùng núi rừng hẻo lánh, đi tới chỗ sâu trong núi, từ trưởng quý đột nhiên dừng bước xoay người, quát, người nào lén lút, Diêm Phù và Hạng Đức Thành khẩn cấp ẩn thân hai mặt nhìn nhau, phát hiện tính cảnh giác của đối phương thật cao. Hai người đã cẩn thận lại cẩn thận, chẳng lẽ bị nhận ra hay sao? Từ trường quý cười lạnh, còn muốn trốn tới khi nào? Hai tay áo vừa lật, Diêm Phù cùng Hạng Đức lập tức cảnh giác bốn phía, chỉ thấy bốn phía cỏ cây lắc lư, từng phiến lá cây thoát ly cành cây, như từng phiến lưỡi dao lơ lửng nhắm ngay bọn họ. Đây là chân chính bị phát hiện, không có lại dấu tất yếu hai người không thể không lắc mình mà ra phá hủy một phương trôi nổi lá cây rơi xuống đất song song rút kiếm nơi tay cùng đối phương rằng co tại một khối muốn ra tay rước lấy thành vệ sao diêm phủ nhắc nhở một tiếng tử trưởng quỹ vung tay áo lên còn lại lá cây lơ lửng rơi xuống đất chất vấn hai vị vì sao phải đi theo ta diêm phủ phan lăng nguyệt giao cô ta ra đây chúng tôi sẽ không làm khó cô tử trưởng quỹ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì Diêm phù, phan thị sụp đổ, phan gia cũng hủy người vong, người muốn nàng còn có ích lợi gì. Không bằng giao ra giảm bớt một đoạn phiền toái. Từ trường quỹ, đừng nói trong tay ta không có người, cho dù có, ta dựa vào cái gì không công giao cho các ngươi. Cái kia phan lăng nguyệt lớn lên coi như không tệ, ta giữ lại chơi đùa không được sao. Lời này không khác gì xác nhận người đích xác ở trong tay đối phương. Diêm phù trầm giọng nói, người không sợ chúng ta hướng thành vệ tố cáo sao. Cho dù biết, Ta cũng có thể cam đoan trước khi thành vệ đi tới để Phan Lăng Nguyệt hoàn toàn biến mất, chết không đối chứng, chỉ bằng các ngươi miệng trắng răng trắng đã muốn định tội ta hay sao? Diêm phù, vậy đừng đi nữa, để thành vệ đưa ra phán quyết là được. Kiếm trong tay vung chỉ, tay áo từ trưởng quỹ vung lên, một thân pháp lực mênh mông mà ra, bốn phía cây cối nhất thời di chuyển như cày. Trong nháy mắt vây thành một vòng, như trời sinh trưởng thành một vòng, đem ba người vây ở chính giữa, Diêm Phù và Hạng Đức Thành nhất thời kinh hãi, đụng phải cao thủ. Từ trưởng quý tay áo bồng bềnh, hử lạnh, thành vệ. Các ngươi xác định thành vệ trước khi đi tới có thể bảo trụ tánh mạng của mình lưu lại ta. Diêm Phù cùng Hạng Đức Thành lâm vào trong hoàng sợ cực lớn, đối phương hơi lộ thân thủ. Hai người liền biết thực lực đối phương vượt xa bọn họ, muốn giết bọn họ sợ là dễ như trở bàn tay. Hai người thật sự không nghĩ tới, tùy tiện theo dõi cá nhân lại là như vậy thực lực cao thủ khó trách ở đây yên tĩnh trong núi theo dõi tránh không khỏi đối phương phát hiện đang sợ trời không khỏi nắng từ trưởng quỹ đột nhiên ồ lên hai người các ngươi sao nhìn có chút quen mặt ta có phải đã gặp qua các ngươi ở đâu không thấy chưa diêm hàng hai người hai mặt nhìn nhau đã từng gặp qua chưa từ trưởng quỹ ồ một tiếng hình như là cửa hàng nào đó bán quần áo ta nhớ tới hình như vẫn là bán nữ trang hai đại nam nhân bán nữ trang ta lúc ấy còn kỳ quái còn cố ý nhiều đánh giá các ngươi một chút, cho nên có ấn tượng, không sai, chính là các ngươi." Hai người nhất thời im lặng, hai nam nhân bán nữ trang vốn là không muốn làm ăn thật tốt, vốn là muốn thăm khách hàng ít một chút. Thật tiện cho mình làm việc, ai cũng không nghĩ tới chuyện mình tùy tiện làm cư nhiên so với nữ nhân bán còn tốt hơn. Nghe đối phương nói như thế, hiển nhiên là thật sự đã gặp qua bọn họ, nhưng mà vị này lúc nào đi vào cửa hàng của bọn họ, bọn họ cũng quả thực không có ấn tượng gì khách nhân lui tới trong cửa hàng nhiều như vậy, nam khách cùng gia quyến tới cũng không ít, bọn họ sao có thể đều nhớ rõ. Đang lúc không nói gì để đối phó, hai người cảnh giác cao độ đột nhiên phát hiện đối phương thu liếm pháp lực cường đại cuồn cuộn mà ra, không biết có ý gì. Từ trưởng quỹ hỏi, lại còn có người ra tay vì Phan Lăng Nguyệt, các ngươi là ai của nàng? Diêm phù, người bênh vực kẻ yếu, người ta đã nghèo túng đến mức này, người tội gì phải làm khó nàng? Từ trường quỹ ha hà nói, bênh vực kẻ yếu ngươi cảm thấy ta tin sao phan thị sụp đổ phan ra không có theo lý thuyết ta giữ lại phan lăng nguyệt kia đích xác không có tác dụng gì cho các ngươi cũng không phải không được nhưng mà phan thị ký kia, kia mang theo tiền bỏ trốn con rể từ tiềm vẫn còn hơn nữa là cuốn đi phan thị một số tiền lớn sự tình rõ ràng chỉ cần phan lăng nguyệt còn sống một ngày từ tiềm liền nhất định sẽ sợ nữ nhân này báo thù chỉ cần giá tiền thích hợp ta nghĩ từ tiềm nhất định là nguyện ý bỏ tiền kết liễu nàng cho nên nữ nhân này vẫn là rất đáng giá các ngươi nói ta dựa vào cái gì đem nàng không công giao cho các ngươi diêm phù và hạng đức thành lần nữa nhìn nhau điều này trước đây bọn họ không ngờ tới nghe như vậy phan lăng nguyệt này quả thật rất đáng giá khó trách bọn họ lúc trước còn kỳ quái đối phương vì cái gì muốn bắt cái nghèo túng phan lăng nguyệt lúc này xem như hiểu rõ đương nhiên nếu là điều kiện thích hợp cũng không có gì là không thể giao dịch không biết các ngươi có thể cho ta cái gì hạng đức thành chen miệng vào cậu muốn cái gì từ trưởng quỹ chắp tay nhìn trời ai nha nói hai người bán nữ trang có thể cho ta cái gì đây ta cần phải suy nghĩ thật kỹ như vậy đi các ngươi về trước chờ ta nghĩ kỹ sẽ liên lạc với các ngươi dứt lời xoay người mấy người lắc mình phiêu nhiên biến mất ở sâu trong núi rừng nguy cơ cực lớn được giải trừ diêm hạng hai người mới thờ phào nhẹ nhõm nơi đây không dám ở lâu hai người hết hồn hết vía mà đi, vội vàng trở về trong tiệm may. Không có tiếp tục khai trương, vào cửa liền đóng cửa, trở lại trên lầu tự mình uống chén trà an thần sau, mới mặt đối mặt ngồi xuống. Hai người trầm mặc một hồi lâu, hạng Đức Thành chợt mở miệng nói, lão đại, việc này còn muốn tiếp tục sao? Diêm phủ không lên tiếng, hắn thật sự không muốn tiếp tục nữa, thực lực của đối phương quá cường đại. Hắn muốn lập tức chạy người rời khỏi bất khuyết thành, nhưng mà hắn từng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đã ở trước mặt huynh đệ ngưỡng mộ hắn nói ra miệng hạng đức thành lại nói hắn thật sự còn tìm chúng ta sao nếu còn dám đến nhà chúng ta không ngại liên hệ với thành vệ sớm thiết lập bẫy để hắn tự mình nói ra sự thật muốn liên lạc với chúng ta quá đơn giản chúng ta mở cửa buôn bán lấy được số điện thoại liên lạc của chúng ta còn không dễ dàng sao người ta căn bản không cần mạo hiểm lộ diện ai hạng đức thành khẽ thở dài cúi đầu ngồi xuống trong nhất lưu quán, Lục Hồng Yên cũng đã trở lại, cũng ngồi xuống, bắt chéo chân ngồi trước màn hình theo dõi, nhìn hai người trong hình, vẻ mặt vui vẻ nghe hai người nói chuyện. Chương 229, đếm ngược. Đợi đến khi Lâm Uyên trở về, Lục Hồng Yên cũng cho hắn xem nội dung camera. Lâm Uyên xem xong hỏi, cùng bọn họ chào hỏi. Lục Hồng Yên đem quá trình nói đại khái, từ quá trình mà nói, Tuy rằng làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định, thật sự có thể là hướng Phan Lăng Nguyệt tới. Lâm Uyên không hiểu, hướng Phan Lăng Nguyệt tới, nhìn chằm chằm ta làm gì? Liên quan những cái kia thế lực đều không biết là ta làm, bọn họ hai cái du hiệp làm sao sẽ biết là ta làm? Lục Hồng Yên, cái này không rõ ràng lắm, chỉ sợ chân tướng chỉ có hai người bọn họ tự mình rõ ràng, trước mắt còn không tiện nhắc tới người với bọn họ, ta cũng không tiện hỏi. Cũng chính vì vậy, ta mới muốn thử thăm dò, Phan Lăng Nguyệt đã rơi vào trong tay người khác. Xem như vậy sau này bọn họ còn có thể nhìn chằm chằm người nữa hay không? Nếu còn nhìn chằm chằm, vậy khẳng định có vấn đề. Việc này tạm thời trở thành một băn khoăn trong lòng hai người. Hai người không biết chính là, Diêm Phù bản tâm kỳ thật không có ý niệm cứu Phan Lăng Nguyệt quá lớn, chỉ là gượng ép tùy tiện tìm người. Nói cách khác, bởi vì nhìn chằm chằm vào Lâm Uyên không thể tìm được Phan Lăng Nguyệt, cho nên hắn mới nhìn chằm chằm vào Lâm Uyên. Dừng chút, nhã tĩnh, tiêu vũ diêm ngồi ở trên bậc thang mái hiên yên lặng. Sau khi tới nơi này, cả người trường kỳ ở vào một loại trạng thái suy tư. Trong rừng, cùng người gặp nhau, phân phó người đi làm việc tặng anh trường đi tới. Hai tay đưa ra một cái hộp kim loại lớn như nắm tay. Hội trưởng, người cho người lấy đồ vật đã đưa tới. Tiêu vũ con nhận được tay, mò mẫm một hồi trên hộp kim loại chạm trổ hoa văn. Bên trong truyền đến một trận tiếng răng rắc, nắp buông lỏng bị hắn chậm rãi mở ra chỉ thấy bên trong chứa nửa hộp cao hình bán trong suốt giống như vật thể màu đen nhìn kỹ có thể phát hiện là vật thể trong suốt bên trong có rất nhiều điểm đen rất nhỏ mới nhìn có cảm giác biến thành màu đen tặng anh trường nhìn thấy đồ vật sau mới biết được là cái gì thổn thức nói hội trưởng đây chính là thứ tốt a à? có thể thu thập như vậy một hộp cũng không dễ dàng a à? lần này muốn dùng hết sao tiêu vũ diêm lật tay lấy ra một hạt trâu màu đỏ to bằng quả trứng gà ấn vào trong vật thể hình cao đen xì, may mắn luyện chế trường ở ngoài thành. Nếu là ở trong bất khuyết thành, dân cư trong thành quá nhiều, ta còn không dám dùng thứ này, sẽ tiếng xấu lan xa, sẽ khiến cho nhân thần cộng phấn. Tiên đồ chiến một trận, chúng ta nguyên khí đại thương, còn không có hòa hoãn lại, lại để cho các huynh đệ cứng đối cứng hao tổn không dậy nổi. Huống chi, tiên đồ chiến bại đích xác khả nghi, ai biết lần này có phải là bẫy hay không không nắm chắc ta là không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện phải thành, tiền ta muốn, đồ vật ta cũng muốn, một thứ cũng không thể thiếu. Cất kỹ hạt châu màu đỏ, hắn lại một lần nữa đem hộp kim loại khóa kỹ, đưa cho tặng anh trường, nghiêm túc dặn dò nói. Luyện chế trường còn đang thi công, các loại đồ vật ra vào thường xuyên không dễ phát hiện, chính là thuận tiện mang vào thời điểm. Người cẩn thận an bài tốt, để cho người đem thứ này mang vào chôn sâu tại luyện chế trường bên trong không dễ bị người phát hiện dưới đất là được nhớ kỹ không thể kéo dài nhất định phải tại luyện chế trường hoàn thành trước khi chôn tốt hiểu rồi tặng anh trường thần sắc ngưng trọng hai tay cầm hộp cẩn thận cất kỹ mới thở phào nhẹ nhõm tiêu vũ diêm lại hỏi nhất lưu quán bên kia tình huống thế nào tặng anh trường đang muốn bẩm báo việc này với ngài người đã thuận lợi an bài đi vào tiêu vũ diêm tiến độ thế nào tặng anh trường vừa mới vào, thái độ của đối phương có chút rụt rè, tạm thời còn chưa có tiến độ gì. Tiêu Vũ Diêm, ta mặc kệ cái gì rụt rè không rụt rè, nhất định phải cùng bên kia kéo gần quan hệ. Một khi động thủ, nàng nhất định phải có thể tùy thời đem ta muốn người cho mang ra. Tăng Anh Trường, vâng, tôi sẽ đốc thúc. Nhất lưu quán có thêm một người mới, liên tiếp vài ngày trôi qua, khoảng cách giữa Trương Liệt Thần và Ngu Thủy Thanh khó gần. Trương Liệt Thần không chủ động nói chuyện, bộ dáng ngại ngùng của Ngu Thủy Thanh hình như cũng khó chủ động. Nhưng quan hệ giữa Ngu Thủy Thanh và Lục Hồng Yên càng ngày càng tốt, vừa thấy mặt vừa nói vừa cười. Mà Lục Hồng Yên mỗi đêm cũng đều nhìn chằm chằm Ngu Thủy Thanh trong camera quan sát, cũng sẽ không bởi vì bề ngoài hai người thân cận mà thả lòng cái gì. Mấy ngày rồi, vẫn không phát hiện có gì bất thường sao? Lâm Uyên đứng phía sau cô hỏi. Lục Hồng Yên, theo lý thuyết, nếu có vấn đề, cô ấy vào đây nhất định phải liên lạc với bên ngoài. Nhưng theo quan sát của tôi về cô ấy trong nhất lưu quán, cô ấy hẳn chưa bao giờ liên lạc với bên ngoài ở nhất lưu quán. Lâm Uyên, nàng không phải tu sĩ, ở nhất lưu quán đối ngoại liên hệ không an toàn. Nếu có vấn đề, cẩn thận một chút không ở bên cạnh chúng ta đối ngoại liên hệ mới là bình thường. Lục Hồng Yên, nếu có liên lạc, không ở nhất lưu quán, khả năng lớn nhất chính là ở trong mãn khẩu hương tiểu lâu, chúng ta không rõ quỹ tích hành động của nàng trong tiểu lâu không dễ theo dõi nếu nàng có vấn đề lão bản nương cũng có vấn đề tiểu lâu còn có tiểu nhị trong tiểu lâu là tình huống gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm không tiện mạo muội tiếp xúc tìm hiểu ngu thủy thanh này muốn động tay động chân trong tiểu lâu trong khoảng thời gian ngắn có khó khăn luyện chế trường tần thị lại sắp khai trương lâm uyên tiểu lâu mặc kệ trước chúng ta nắm giữ tiên cơ lấy có chuẩn bị đối không chuẩn bị vấn đề của tiểu lâu cũng không lớn nếu ngu thủy thanh chân này có vấn đề vậy điểm nhắm vào nhất lưu quán chính là trên người ngu thủy thanh này sớm muộn gì cũng phải lộ ra cái đuôi chúng ta đề phòng nàng là đủ rồi để nàng đi vào chính là vì dễ dàng đem tình thế nắm giữ ở trong tay mình miễn cho đối phương dùng âm chiêu gì chúng ta không phát hiện ra lục hồng yên đúng rồi nàng nói sau khi nàng đến bất khuyết thành còn chưa từng đi dạo ở bất khuyết thành nhưng ban ngày nàng không rảnh hỏi ta hiểu buổi tối có thể dẫn nàng đi xem không. Lâm Uyên, anh đồng ý. Lục Hồng Yên, đương nhiên đồng ý, nhưng có thể tìm lý do từ chối. Lâm Uyên, hiện tại liền động thủ sao? Cách tần thị luyện chế trường khai trương còn có một đoạn thời gian, trước khi không thể hoàn toàn xác định là Khang An trên tay có thứ gì. Che vô tử cùng tần nghi bên kia còn có một hy vọng, một khi thất bại liền đả thảo kinh xà. Theo lý thuyết hiện tại khả năng động thủ không lớn, có thể là đang thử nước đáp ứng thì đi đi, điện thoại di động mở, bảo trì liên lạc với ta. Vạn nhất có việc ứng phó không được, không nên ngạnh kháng, trước tiên chịu chút ủy khuất, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lục Hồng Yên lo lắng nói, nếu đối phương xuất động cao thủ ta không ứng phó được, ta một khi rơi vào tay bọn họ, người ra tay, sợ là sẽ bại lộ chính ngươi. Lâm Uyên bình tĩnh nói, trong tay tôi còn có một cao thủ dự bị, không cần lo lắng. Lục Hồng Yên chớp chớp mắt, có một số việc Lâm Uyên vẫn chưa nói cho cô biết, một số việc làm bên ngoài nhất Lưu Quán vẫn chưa nói cho cô biết. Tất cả mọi người đang thiết cục, Tần Nghi thiết cục nhằm vào Chu thị cùng Phan thị, Tiêu Vũ Diêm thiết cục nhằm vào Tần thị, Lục Hồng Yên thiết cục nhằm vào Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành. Lâm Uyên cũng thiết cục nhằm vào đối thủ không biết, tất cả mọi người không phải người bình thường, đều lăn lộn trong sóng gió, chịu không nổi sóng gió xung kích thì bị đào thải hoặc bị sóng gió đập chết bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau liền xem ai có thể làm con chim sẻ vàng kia lâm uyên lại nhắc nhở một câu chính ngươi cẩn thận gần tới lúc tần thị luyện chế chàng khai trương ngu thủy thanh nếu lại gọi ngươi ra ngoài nhất định sẽ xảy ra chuyện thì đừng đi lục hồng yên trần trừ chuyện đến trước mắt ta không đi bên kia gặp phải thất bại có thể làm ra chuyện gì bất ngờ không lâm uyên nếu thật sự có vấn đề thật ra là nhằm vào tôi mục đích của anh là nhằm vào tôi nếu anh không đi, còn có thể cho bọn họ một lựa chọn thử xem. Anh nghĩ biện pháp đùn đẩy cho chú thần đi. Lục Hồng Yên ngạc nhiên, để chú thần mạo hiểm. Không thích hợp chứ. Lâm Uyên, cô là phụ nữ, rơi vào tay người khác không tiện. Cô biết quá nhiều chuyện, có thể tránh được vẫn là tránh khỏi. Thần thúc ra dày thịt dày tương đối thích hợp. Yên tâm, nếu hắn xảy ra chuyện, tôi cũng cứu hắn. Nếu thật sự không được, tôi trực tiếp ngả bài với đối phương. Thần thúc sẽ không có việc gì xem ra vẫn là quan tâm mình. Trong lòng Lục Hồng Yên dâng lên một tia ngọt ngào, ẩn tình đưa tình nhìn hắn, cũng ít nhiều có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, nghe lời ngươi, ta biết phải làm như thế nào. Khuyết Thành xem tin tức, bởi vì hội trưởng Tần Thị muốn xem phương án quay phim khai trương trường luyện chế, có vẻ hội trưởng Tần Dường như đặc biệt coi trọng việc này. Chu Lị cũng không dám sơ sẩy, bởi vậy cũng đặc biệt coi trọng việc này. Lần nữa triệu tập nhân viên liên quan đến phòng làm việc của mình họp, Tấn Kiều dự thính chậm rãi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách sân luyện chế tần thị khai trương chỉ còn ba ngày đếm ngược, một tầng lo lắng dâng trào bao phủ trong lòng hắn. Sau khi tan họp, văn phòng đã sạch sẽ, chu lị sau bàn chú ý tới anh trước cửa sổ, hô một tiếng, alo. Tấn Kiều tỉnh táo quay đầu lại, phản ứng đầu tiên chính là đi tới trước bàn làm việc cầm ấm trà giúp nàng châm trà rót nước. Chu Lệ nhìn chằm chằm mặt của hắn, hỏi: "Ngươi gần đây làm sao vậy?" như thế nào luôn tâm sự nặng nề dáng vẻ ta không bạc đãi ngươi chứ tấn kiều ngẩn ra yên lặng đặt ấm trà xuống cùng nàng nhìn nhau chợt hỏi thế giới này trong mắt ngươi có màu gì chu lị bị hắn hỏi vẻ mặt mờ mịt bốn phía nhìn một chút không phải cứ như vậy ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm có vấn đề gì sao tấn kiều tôi rất cô độc thế giới này trong mắt tôi là màu xám phụ nữ đối với tôi mà nói chính là ác mộng giống như là mây đen màu xám đậm bay qua tôi đã muốn trốn tôi rất sợ tiếp xúc với phụ nữ nhưng cô thì khác lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã biết tinh thần phấn chấn trên người cô tinh thần phấn chấn của một người đại biểu cho nội tâm của cô ấy tiếp xúc lâu như vậy chứng minh ta không nhìn lầm ở trong mắt ngươi chỉ có chuyện cho tới bây giờ cũng không có phiền não chân chính khóc xong cũng liền qua đi ở bên cạnh em có thể lây nhiễm cho anh loại cảm giác này rất thoải mái có thể chiếu sáng anh có thể làm cho anh không hề cảm thấy cô độc Kỳ thật anh rất sợ cô độc. Người vĩnh viễn hướng về ánh sáng như người không nhiều lắm, ta nghĩ ta cũng nguyện ý thủ hộ. Chu Lị sững sờ, nói cái gì vậy? Cái gì loạn thất bát tao? Ngược lại lại hé miệng cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn nói, không phải là thích tôi, muốn thổ lộ với tôi chứ. Vẻ mặt tấn kiêu khó khăn, nơi này không thích hợp với ta, cũng không thích hợp với người. Chu Lị đi thôi, chúng ta cùng rời khỏi đây. Thấy hắn không tiếp lời mình, Chu Lị sắc mặt suy sụp, Ta nói rồi, giờ làm việc không cần đối với ta gọi thằng kỳ danh. Khuyết thành tin tức đối với người không tốt sao. Người như thế nào luôn muốn rời đi. Thật muốn đi, người liền đi, ta không miễn cưỡng người. Tấn Kiều rất muốn nói cho cô biết điều gì đó, rất muốn nói cho cô biết, rất có thể sẽ có một trận mưa to gió lớn sắp tới. Nhưng là hắn lại không thể nói, biết cho dù nói ra, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng rời đi. Nữ nhân này lòng hiếu kỳ rất nặng chỉ sợ ngược lại sẽ càng làm cho nàng muốn lưu lại, thậm chí sẽ đem sự tình nháo làm cho hắn không cách nào giải thích hoặc khó có thể đối mặt. Chương 230, việc này không dễ làm. Tiền đô, thành viên ánh trăng chiếu dọi xuống trên lầu các thủy xà, vào ban đêm này, càng có thể đem khúc nhạc ca hát bốn phía mơ hồ truyền đến nghe nhẹ nhẹ lọt vào tai. Tiếng bước chân nặng nề vang lên bạch quý nhân giống như quả cầu béo rốt cục bỏ lên, mắt nhìn Mai Thanh Nhai tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng sau án, lại nhìn hoàn cảnh u ám mà ánh trăng thầm thấu vào. Khi có gió thổi tới vén xa rủ xuống, sẽ làm cho ánh trăng như nước chút xuống triệt để hơn một chút, cũng sẽ làm cho nơi này sáng ngời hơn một chút. Thỉnh thoảng ánh trăng chiếu lên mặt Mai Thanh Nhai, sẽ làm cho khuôn mặt của hắn càng rõ ràng hơn. Người đến rồi. Bạch quý nhân đi tới trước bàn ngồi xuống, bẻ chân ngồi xuống, Mai Thanh Nhai ừ một tiếng. Bạch Quý Nhân lầm bầm, đèn thui, ta nói nơi này hẳn là đem đèn cho lắp lên, đốt ngọn nến đi, ta có thể đem người thấy rõ ràng hơn một chút, miễn cho có người giả mạo. Mai Thanh Nhai, không cần, tôi nói rồi, ánh đèn sẽ chiêu sâu. Bạch Quý Nhân nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngươi hình như là trời càng tối, càng không muốn thấy ánh sáng. Tiến tới dùng sức nghiêng người về phía trước, muốn châm trà rót nước cho hắn, phất trần trong tay Mai Thanh Nhai đưa ra ngăn cản. Người không phải làm việc vặt, đã nói rồi, không cần phiền toái, người luôn không nghe. Bạch quý nhân, vậy để tôi gọi lại tạp vụ đi. Mai Thanh Nhai, không cần phiền toái. Bạch quý nhân, đêm khuya chạy tới, chuyện gì? Mai Thanh Nhai, tần thị luyện chế chẳng khai trương chỉ còn hai ngày, ngũ ra bọn họ ở bất khuất thành bên kia chuẩn bị thế nào? Bạch quý nhân thở dài, vừa đến đã nói chuyện nghiêm túc, không thể nói chuyện với ta sao? mai thanh nhai nơi này có thể thiếu cùng ngươi nói chuyện phiếm sao bạch quý nhân người nói chuyện phiếm không giống nhau hứng thú cũng không giống nhau đặc biệt muốn nhìn một mặt khác của em ví dụ như một mặt rong dài tán gẫu mai thanh nhai ta thấy ngươi rất hăng hái mới tới mấy cái tuấn tiểu tử giống như lại đều bị ngươi buộc bổi qua đêm đi ngươi cho rằng ta không biết bạch quý nhân nhất thời cười hì hì ta béo thành như vậy bên ngoài đừng nói tuấn tiểu tử xấu nam nhân cũng chướng mắt ta à vẫn là nơi này tốt đều đem ta làm tổ tông lấy lòng không hướng điểm ấy chỗ tốt ta đứng ở thành viên làm gì mai thanh nhai khóe miệng co rút một chút thản nhiên nói chỉ cần không làm hỏng việc ta mặc kệ ngươi nói chuyện bạch quý nhân nói theo chính đề ngũ ra bên kia không còn như vậy sao mai thanh nhai nhân mã triệu tập thế nào rồi bạch quý nhân dừng lại việc này hơi lạ hình như không triệu tập nhân mã nữa mai thanh nhai ngoài ý muốn chỉ còn hai ngày thời gian hắn không có lại triệu tập nhân mã bạch quý nhân ít nhất người sắp xếp ở bên kia cung cấp tình huống là như vậy nếu như âm thầm có cái gì vậy thì không rõ ràng lắm ngũ ra bên kia cùng chúng ta bên này liên lạc cũng ít chuyện gì xảy ra khó mà nói mai thanh nhai vận dụng đại lượng nhân thủ ngươi làm sao có thể một chút phong thanh cũng không biết bạch quý nhân vậy thì vẫn như cũ không sử dụng mai thanh nhai nhíu mày hắn muốn làm gì người đi không phải chỉ là muốn nhìn một chút mà không có phản ứng chứ Bạch Quý Nhân, đoán chừng cho dù hỏi hắn, cũng sẽ không nói. Bất quá hắn âm thầm chuẩn bị nhân thủ, huống chi đến nay vẫn còn ở đó, hẳn là không đến mức không có động tác. Mai Thanh Nhai, cửu ra bên kia có động tác gì không? Bạch Quý Nhân, không phát hiện có động tác, sau khi cự tuyệt ra tay, còn là người hầu của hắn, không biết làm cái quỷ gì, hoàn toàn xem không hiếu. Mai Thanh Nhai đạm mạc nói, thập tam ra bên kia không có phản ứng, bản thân hắn sống chết không biết, kiểu gia cự tuyệt ra tay không liên lạc với chúng ta bên này cũng rất ít liên lạc với người dưới ngũ gia cũng ít liên lạc với chúng ta xem ra tiên đô đánh một trận trong lòng đều có vướng mắc đây là đang hoài nghi ta sao như vậy không tốt phất trần trong tay vung lên lại bay xuống khuỷu tay đáp một cái bạch quý nhân không chỉ là liên lạc với ta ít liên lạc với người một nhà cũng ít có thể thấy được cũng không đơn thuần là hoài nghi ngươi đối với cấp dưới của mình cũng không yên tâm đều là người liếm máu trên đầu đao cẩn thận một chút cũng có thể hiểu được người cũng không cần suy nghĩ nhiều đều tránh đi chúng ta chúng ta liền không có tác dụng gì người không hiểu sao bạch quý nhân chuyện tốt khó khăn từ từ sẽ đến nếu không còn có thể như thế nào muốn ta nói có dạy dỗ tốt dứt khoát chúng ta tự mình đẩy ra là được kiếm cũng nhiều mai thanh nhai nhảy ra ngoài liên lụy các phương diện quá nhiều dễ dàng gây phiền toái cũng quá mức bắt mắt không tốt bạch quý nhân cúi tới cúi lui biết rồi nghe lời mà nói chuyện phiếm cũng không được sao vì mấy câu nói nói mấy câu liền đi có sức không trong phòng làm việc của la khang an lâm uyên nhìn la khang an đang vui vẻ sửa sang lại bản thân trước gương nên tới cuối cùng vẫn là tới tần thị cự linh thần luyện chế chàng khai trương ngay hôm nay tần thị một ít nhân vật trọng yếu muốn tham dự tần nghi không thể tránh khỏi La Khang An là phó hội trưởng lại cùng cự linh thần có quan hệ, tự nhiên cũng không thể thiếu. Thân là trợ thủ của La Khang An, Lâm Uyên cũng may mắn đi theo. Còn nửa canh giờ nữa là xuất phát, phải chạy tới trước giữa trưa. La Khang An nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lại soi gương sờ sờ tròn dâu chữ bát của mình, lần nữa kéo dài xiêm y. Xoay người đối mặt với Lâm Uyên, cười nói, Lâm Huynh, thế nào, trang phục này có được không? Lâm Uyên nói, rất có tinh thần, La Khang An ha hả nói, nhờ có ngươi mấy ngày nay hạ thủ lưu tình, nếu không sợ là sẽ ốm yếu đi. Lâm Uyên vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo lại đây. Trong mắt La Khang An hiện lên thần sắc cảnh giác, cùng ở trong một gian phòng làm việc, an toàn. Còn để cho hắn tới gần nói chuyện, hắn theo bản năng cảm giác bất an, nhưng vẫn chậm rãi dịch bước sát lại gần. Lâm Uyên thấp giọng nói, ra ngoài sớm một chút, đi gặp Tần Nghi trước, chủ động tìm chút việc làm. La Khang An cảnh giác nói, lại chủ động tìm việc làm chuyện gì lâm uyên bên kia gần đây cậu luôn tham gia cậu đi tìm tần nghi ôm đồ một chút nắm quyền chủ động quay phim trong tay cậu là khang an đại hỉ ngày cho mình tìm việc làm không cần thiết đi lâm uyên không cho cậu làm việc chỉ xin một lời thuận tiện cho cậu làm việc làm theo lời tôi không sai là khang an thở dài được rồi lâm uyên lại nói nhớ kỹ mượn cớ này sau khi đi luyện chế trường người phải nghĩ biện pháp đem chu lị kéo đến bên người tần nghi, phải nghĩ biện pháp để cho chu lị vẫn đi theo bên người tần nghi. người cũng phải theo sát chu lị, hiểu chưa? La Khang an kỳ quái, vì sao? Lâm Uyên lễ khởi công hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện. La Khang an kinh nghi bất định, tiên đình trọng binh bảo vệ, có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Uyên vì muốn cậu nghe lời tiết lộ một chút, có thể sẽ có người đánh lén. La Khang dàn xếp lúc thất kinh này nếu không an toàn chúng ta cũng không cần đi cũng phải nhanh cùng hội trưởng nói một tiếng a à. Lâm Uyên đưa tay ấn lên vai hắn không cần hoảng hốt ta nói chỉ là có thể người nghĩ xem Chu Thị và Phan Thị tuy rằng sụp đổ nhưng Bùi Thị Khúc Thị và Vu Thị thì sao thịt mỡ của ba nhà bọn họ bị Tần Thị độc chiếm rất có thể sẽ không từ bỏ cam hưu đây chỉ là hoài nghi của ta chưa chắc thật sự sẽ phát sinh người chạy đi nói lung tung thích hợp sao mặc kệ có phát sinh hay không an toàn của chúng ta vẫn là hàng đầu không thể không đề phòng la khang an nghĩ nghĩ lập tức liên tục gật đầu hắn đối với mạng nhỏ của mình tự nhiên là cẩn thận nhưng nghĩ lại lại hồ nghi nói cái này cùng để cho chu lị theo sát hội trưởng để cho ta theo sát chu lị có quan hệ gì lâm uyên lạnh nhạt nói đầu tiên là hội trưởng không thể xảy ra chuyện tần thị không thể quần long vô thủ cái gì không thể quần long vô thủ Lạc Khang An lập tức liếc hắn một cái, trong lòng nói thầm, coi ta mắt mù sao. Biết ngay ngươi cùng nữ nhân kia có một chân. Tiếp theo, lần này Lạc Thiên Hà cũng muốn tham dự. Lạc Thiên Hà đối với Chu Lị rất coi trọng. Một khi có biến, thành vệ nhân mã đối với nàng sẽ tương đối để ý. Ngươi đi theo nàng, ta có thể đi theo ngươi. Đến lúc đó tất cả mọi người tương đối an toàn, hiểu chưa? Thì ra là thế. Lạc Khang An bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, đã hiểu ta biết rồi. Lâm Uyên, còn nữa, lát nữa Chu Lị nhất định sẽ cùng đi. Cậu phải nghĩ biện pháp để cho Chu Lị cùng hội trưởng ngồi chung một chiếc xe, hiểu chưa? La Khang An lúc này mở ra hai tay kêu khổ. Ta nói Lâm Huynh, để cho Chu Lị vẫn đi theo hội trưởng đã là không dễ làm. Còn để cho các nàng ngồi cùng một chiếc xe, hội trưởng sao có thể nghe ta? Ngươi coi ta không gì không làm được à? Lâm Uyên vỗ vỗ vai anh, tôi thấy người khác vẫn có chút ánh mắt, nghĩ biện pháp kiếm cớ là thứ cậu am hiểu nhất. Tôi tin cậu sẽ có biện pháp. Cái này thật đúng là không phải khen tặng. Tên này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực hắn là nhiều lần thấy qua. Chỉ tiếc cái này lâm cơ ứng biến năng lực không thể tại đánh nhau thượng hảo lợi dụng. Đây là khen lão tử hay là mắng lão tử? Lạ Khang An thần sắc run rẩy, sau đó lại lui mà cầu tiếp theo nói, nếu đi theo Chu Lị tương đối bảo hiểm. Vậy dứt khoát để cho Chu Lị ngồi chúng ta trên xe à? chẳng những chúng ta an toàn chút ít cũng tương đối thuận tiện làm được à lâm uyên theo ta nói làm làm không được người liền chuẩn bị tại tu luyện chàng chặt tay chặt chân đi ta à, la khang an vẻ mặt không nói gì gặp phải đối phương cứng rắn hắn liền không còn nóng này lâm uyên lạnh lùng nhìn hắn ánh mắt không tốt la khang an lúc này giơ tay ngăn lại việc này không dễ làm để cho ta ngẫm lại để cho ta ngẫm lại bắt đầu chắp tay ở trong phòng đi tới trong lòng đang mắng đều cho lão tử tìm chuyện phiền toái ai là trợ thủ của ai phó hội trưởng của lão tử đã làm xong cho ngươi một hồi lâu sau hắn bất đắc dĩ thở dài cười khổ lắc đầu lâm uyên nhìn phản ứng kia của hắn đã hiểu hẳn là nghĩ ra biện pháp liền nhắc nhở thiếu chút nữa có thể ra ngoài ngươi còn phải đi tìm tần nghi một chuyến được rồi đi thôi là khang an than thở ủ rũ mà đi lâm uyên đi theo hắn nhưng mà vừa ra khỏi phòng làm việc Sống lưng là khang an lại ưỡn thẳng, trong nháy mắt tinh thần, hắn hiện tại tương đối quan tâm hình tượng công chúng của mình. Hết chương 230 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.